Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng thông tấn RIA Novosti Nga ngày 27 tháng 3 cho biết, chia sẻ với nhà báo Pavel Zarubin, giám đốc FSB Alexander Podikov tiết lộ, lời khai đầu tiên của nghi phạm trong vụ tấn công ở Moscow đã xác nhận về dấu vết của Ukraine. Dữ liệu chính mà chúng tôi nhận được từ những nghi phạm đã xác nhận điều này vì vậy, chúng tôi sẽ tinh chỉnh thêm thông tin để biết liệu sự hiện diện và tham gia của Ukraina là có thật hay không. Trong tình hình hiện nay, có lý do để tin rằng đây là sự thật. Ông nhấn mạnh rằng, những nghi phạm này không thể tự mình chuẩn bị một cuộc tấn công như vậy. Ông Podikov nói, tất nhiên là họ có sự giúp đỡ. Hàng tin Reuters cho hay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm 26 tháng 3 tiết lộ các nghi phạm ban đầu đã cố gắng chạy trốn sang Belarus, chứ không phải Ukraina tuyên bố này hoàn toàn trái ngược với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Bởi trước đó, ông Putin cáo buộc Ukraine đã chuẩn bị lối thoát giúp những kẻ tấn công vượt qua biên giới. Theo ông Lukashenko, một đồng minh thân cận của ông Putin, các cơ quan an ninh Belarus và Nga đã phối hợp hành động khi xe của những nghi phạm chạy từ Moscow về phía tây nam đến vùng Prian, giáp với cả Ukraine và Belarus. Họ không thể vào Belarus. Họ biết rằng việc cố gắng vào Belarus sẽ là một ý tưởng rất tồi, bởi vì Belarus đã ngay lập tức tăng cường các biện pháp an ninh ông lukashenko cho biết ông đã nhận được thông báo từ chính quyền nga ngay sau khi cuộc tấn công xảy ra được vài phút nên đã đặt các đơn vị an ninh belarus trong tình trạng báo động chiến đấu thiết lập các trạm kiểm soát trên các con đường để ngăn chặn những kẻ tấn công xâm nhập vào nước này ông nói đó là lý do tại sao họ không có cơ hội vào belarus họ đã nhận ra điều đó vì vậy họ sẽ hướng tới biên giới nga ukraine vừa qua theo baza trang tin có liên hệ mật thiết với cơ quan an ninh và hành pháp nga cho biết 95 người đã xuất hiện trong danh sách mất tích do các cơ quan khẩn cấp tổng hợp dựa trên thông tin từ người thân của họ. Bà Gia cho hay danh sách này bao gồm những người mà thân nhân không thể liên lạc được kể từ khi vụ việc xảy ra. Họ không có tên trong danh sách người tử vong và bị thương. Một số người chết hiện chưa được xác định danh tính. Các nhà điều tra nói bốn nghi phạm đã sử dụng súng AK để tấn công khi 6.200 người có mặt trong khán phòng chuẩn bị xem biểu diễn. Hơn 500 vỏ đạn được tìm thấy tại hiện trường. Bà Giặc cuối tuần qua dẫn nguồn tin từ cơ quan ứng phó khẩn cấp, nói hơn 200 người có thể vẫn mắc kẹt trong nhà hát trước khi mái nhà sụp xuống do bị các nghi phạm tưới xăng phóng hỏa. Rất nhiều lời kêu gọi giúp tìm kiếm nạn nhân đã xuất hiện trên mạng xã hội Nga trong những ngày qua. Ngày 26 tháng 3, các nhà điều tra Nga đã có mặt ở Tajikistan để thẩm vấn gia đình của 4 nghi phạm trong vụ tấn công ở thủ đô Moscow. Theo hãng T-Reuters, thông tin trên do 3 nguồn tin an ninh ở Tajikistan cung cấp, các nguồn tin cho biết, giới chức an ninh Tajikistan đã đưa các gia đình này từ nhiều vùng đến thủ đô Dushanbe để phía Nga thẩm vấn. Trước đó, bốn nghi phạm liên quan đã bị buộc tội tấn công và bị tòa án ra lệnh tạm giam trong thời gian chờ xét xử. Tuyên bố từ tòa án quận Basmani ở Moscow cho biết, cả bốn nghi phạm là Dalazon Mizoev, Saidak Rami Raja Balizoda, Samsidin Fariduni và Muhammad Sobhi Fayzov đều có nguy cơ đối mặt với án tù trung thân. Mizoev đã thừa nhận là công dân Tajikistan. Bốn nghi phạm bị tạm giam cho đến ngày 22 tháng 5, song có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. Ba trong số bốn nghi phạm nêu trên đã nhận tội thực hiện vụ tấn công khiến hàng trăm người thương vong. Từ giờ Moscow Times cho hay, tòa án quận Basmani cũng đã ban hành lệnh bắt thêm ba nghi phạm trong vụ tấn công. Theo đó, các nghi phạm Isroin, Ainjon và Dilova Islomov, cha và hai con trai, sẽ bị bắt giam đến ngày 22 tháng 5. Kết quả điều tra cho thấy, Dilova Ismailov sinh ra ở Dusanbe, Tajikistan, sau đó chuyển đến Nga, nhập quốc tịch và làm nghề lái xe taxi. Nghi phạm này được Samsidin Fariduni, một trong những thủ phạm của vụ tấn công, chiêu mộ trước ngày 11 tháng 3 năm 2024. Dilova Ismailov cũng là chủ chiếc ô tô Renault mà những đối tượng tấn công đã sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường vụ việc. Trong khi đó, Ain Islomov có liên quan đến nhóm tội phạm trước tháng 1 năm 2024. Tại tòa, nghi phạm này tuyên bố mình vô tội. Tổng thống Tajikistan, Emomali Rahmon vừa qua đưa ra tuyên bố đầu tiên về vụ tấn công tại Nga, cho rằng đây là sự kiện kinh khủng và đáng hổ thẹn, đồng thời kêu gọi người dân Tajikistan bảo vệ khỏi ảnh hưởng xấu. Tajikistan là quốc gia Trung Á từng thuộc Liên Xô, có diện tích hơn 140.000 km2 và dân số hơn 9 triệu người. Nước này giáp với Afghanistan về phía nam, Uzbekistan về phía tây, Kyrgyzstan về phía bắc và Trung Quốc về phía đông, hầu hết dân số theo đạo Hồi. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công này. Tổng thống Putin khẳng định những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công. Cùng theo nhà lãnh đạo này, vụ tấn công có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống nước Nga kể từ năm 2014. Ông Putin nói rằng, dù mong muốn chính đáng là trừng phạt thủ phạm, nhưng các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga, FSB, ông Alexander Botnikov cho biết, Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công vào trung tâm hòa nhạc ở ngoại ô Moscow. Cụ thể, khi được hỏi liệu Mỹ, Anh và Ukraine có thể đứng sau vụ tấn công hay không, người đứng đầu FSB trả lời, đây là một khả năng nếu dựa vào những thông tin FSB hiện có. Tuy nhiên, mọi thông tin vẫn cần được các điều tra viên chứng minh. Cũng theo ông Botnikov, cơ quan an ninh Nga hiện đang cố gắng xác định danh tính của tất cả những người liên quan đến vụ tấn công, cả trong và ngoài nước Nga. Tuyên bố của ông Bonikov với giới truyền thông diễn ra sau cuộc họp của hội đồng của văn phòng tổng công tố nga. Giám đốc FSB cũng khẳng định cơ quan này sẽ làm mọi cách cần thiết để xác định những kẻ trực tiếp tổ chức và tài trợ cho vụ tấn công này. Trước đó, khi được hỏi về việc ai là người đứng sau vụ tấn công ở nga, thư ký hội đồng an ninh nga Nikolai Patrushev, một nhân vật thân tín nổi tiếng bên cạnh ông Putin, vẫn khẳng định đó là Ukraine. Reuters dẫn lại một video do trang tin Short đăng tải đoạn băng ghi lại cảnh ông Pachusev trao đổi ngắn với phóng viên khi đang di chuyển. Nhận câu hỏi IS, yes, yes, hay Ukraine, ông đáp gọn, dĩ nhiên là Ukraine. Ngay sau đó, trợ lý cấp cao của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak viết trên mạng xã hội X rằng những cáo buộc mới từ thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev rằng Kiev chịu trách nhiệm về vụ tấn công ở Moscow là dối trá. Trong khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã tuyên bố các tay súng của lực lượng này thực hiện cuộc tấn công, làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương, gây ra sự tàn phá lớn cho nơi này trước khi họ rút lui về căn cứ an toàn, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Trong một phát biểu gần đây nhất, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận vụ tấn công ở Moscow là do lực lượng Hồi giáo cực đoan thực hiện, song cho rằng Ukraine có thể đóng vai trò nào đó. Cáo buộc kiểu này là điều không lạ, khi Nga và Ukraine đang trong thế thủ địch, vốn đã giao tranh trực tiếp từ tháng 2 năm 2022 tới nay sau khi Nga phát động kế hoạch quân sự tại Ukraine. Chiến dịch nêu trên đã trở thành tiên đế cho hàng loạt thuyết âm mưu. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc đóng vai trò vào vụ tấn công vừa qua ở Nga. Trong khi đó, một số tổ chức thân Ukraine còn tố ngược Nga là bên lên kế hoạch cho vụ tấn công này. Trong khi các nhà lập pháp ở Moscow đang tranh luận về việc khôi phục án tử hình đối với các phần tử cực đoan, thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra bình luận xoay quanh vấn đề này phát biểu tại buổi lễ vinh danh các nghệ sĩ và nhà giáo ở điện Kremlin. Tổng thống Nga đã đề cập đến vụ tấn công ở Moscow. Ông Putin nhấn mạnh, điều quan trọng đối với chúng ta bây giờ là giải quyết những gì đã xảy ra sau vụ tấn công vừa qua. Mọi hành động đều phải dựa trên chủ nghĩa nhân đạo và lòng bao dung. Chúng ta nên đoàn kết để hỗ trợ các nạn nhân và điều này sẽ giúp nước Nga luôn mạnh mẽ. Tổng thống Nga nói thêm rằng, các nghệ sĩ và nhà giáo có vai trò đặc biệt trong việc bảo tồn và phát huy những giá trị nhân văn bằng cách truyền thông điệp tích cực đến công chúng và định hình tương lai của đất nước. Nhận xét của ông Putin được nhiều người hiểu là tín hiệu để các nhà lập pháp và công chúng giảm bớt lời kêu gọi thi hành án tử hình đối với các nghi phạm bị bắt khi cố gắng trốn sang Ukraine sau vụ tấn công vừa qua. Nga đã không áp dụng án tử hình từ những năm 1990, nhưng ngày càng nhiều người trong chính quyền Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi từ bỏ chính sách này sau thảm kịch ở ngoại ô Moscow, vụ tấn công kinh hoàng nhất ở Nga hai thập kỷ qua. Lãnh đạo đảng nước Nga thống nhất cầm quyền ở Hạ viện Nga Ông Vladimir Vasiliev cho hay, hiện nay rất nhiều câu hỏi được đặt ra về án tử hình. Chủ đề này chắc chắn sẽ được xem xét một cách sâu sắc, chuyên nghiệp và thực chất. Mức án cao nhất tại Nga hiện nay là trung thân. Nga dừng áp dụng án tử hình từ khi trở thành thành viên Hội đồng châu Âu, do đây là điều kiện bắt buộc để gia nhập. Tuy nhiên, theo luật pháp Nga, án tử hình vẫn hợp pháp, chỉ đang bị tạm dừng ban hành. Nga rút khỏi Hội đồng châu Âu hồi tháng 3 năm 2022, song Tòa hiến pháp Nga vài tháng sau cho biết sẽ không khôi phục án tử hình về lý do động thái đó đi ngược con đường nhân đạo hóa, chính sách lập pháp. Phó Chủ tịch Duma Nga, ông Sergei Mironov trước đó đã đề xuất tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc khôi phục hình phạt tử hình. Ông cũng kêu gọi áp dụng chế độ thị thực đối với các nước Trung Á, vì hầu hết những kẻ bị nghi ngờ là cực đoan đều đến từ Tajikistan. Ông Mironov hiện là lãnh đạo đảng một nước Nga công bằng vì sự thật, có 28 ghế trong cơ quan lập pháp gồm 450 thành viên. Đề xuất hình phạt tử hình của ông Mironov cũng được lãnh đạo Đảng Dân chủ Tự do, LDPR, ông Leonis Luksky ủng hộ. Tuy nhiên, chủ tịch Duma Quốc gia, ông Vyacheslav Volodin đã bác bỏ ý tưởng trưng cầu dân ý, cho rằng việc khôi phục án tử hình là một vấn đề đơn giản đối với tòa án hiến pháp. Ông Volodin cho biết, trong hiến pháp của Nga và luật hình sự, án tử hình vẫn chưa bị bãi bỏ. Tòa án hiến pháp chỉ hoãn việc áp dụng án tử hình cho các tội phạm đặc biệt, do đó chúng ta không cần trưng cầu dân ý. Tòa án Hiến pháp Nga đã đình chỉ án tử hình vào năm 1999, cho rằng sẽ không công bằng nếu không có bồi thẩm đoàn xét xử và không phải vùng nào trong nước cũng có án tử hình. Một đại biểu của Đảng nước Nga Thống nhất cầm quyền, ông Mikhail Seremet tuyên bố sẽ kiến nghị lên tòa án một lần nữa về vấn đề này. Thẩm phán Valery jokin Chủ tịch Tòa án Hiến pháp Nga cho biết, quyền sống được Hiến pháp đảm bảo có nghĩa là quyền không bị kết án tử hình. Vì vậy, việc khôi phục hình phạt tử hình sẽ đòi hỏi phải thay đổi chính Hiến pháp. Quân đội Ukraine đang bắt đầu sử dụng khí cầu mang theo thiết bị nổ để tập kích lực lượng Nga trên tiền tuyến, song hiệu quả có thể không cao. Cụ thể, theo Max, một tài khoản Telegram ủng hộ quân đội Nga và có 2,8 triệu người theo dõi trên Telegram, ngày 27 tháng 3 đăng ảnh một quả khí cầu mắc trên cành cây sau khi bị bắn rơi, cho biết đây là vũ khí cảm tử mới mà lực lượng Ukraine gần đây triển khai nhằm bí mật tập kích lực lượng Nga. Tài khoản trên cho biết đây là lần đầu tiên quân đội Nga bắn hạ loại khí cầu này từ đầu xung đột. Theo Mas, nó được thiết kế giống như khí cầu thời tiết để tránh bị đánh chặn bởi hệ thống phòng không hay pháo binh. Khí cầu được trang bị thiết bị định vị GPS, bộ điều khiển, chấn lưu, thiết bị nổ và nguồn điện. Tổ vận hành nhập sẵn tọa độ mục tiêu và bộ điều khiển trên khí cầu trước khi triển khai nó ra tiền tuyến. Giới chuyên gia Nga nhận định gần như không thể tấn công mục tiêu một cách chính xác bằng phương pháp này. Song vẫn cho rằng đây là mối đe dọa nghiêm trọng vì khí cầu cảm tử có thể bay ở độ cao rất lớn nên khó bị bắn hạ. Họ cũng cho biết loại khí cầu này đã vô tình làm rơi chất nổ khi bay qua các ngôi làng ở khu vực biên giới, khiến một số người bị thương nặng. Bộ Quốc phòng Ukraine và Nga chưa bình luận về thông tin. Trong khi đó, ở chiều đối diện, các quan chức Ukraine từng cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã phát hiện và bắn hạ 6 khí cầu có thể được gắn các thiết bị trinh sát nghi là của Nga trên bầu trời thủ đô Kiev. Tạp chí The Drive cho rằng đây có thể là chiến thuật mới của Nga nhằm thu thập thông tin tình báo về khả năng phòng không của Ukraine, cũng như đánh lạc hướng để Kiev tiêu tốn nhiều đạn dược và các nguồn lực khác. Thời điểm đó, cơ quan quản lý quân sự Kiev KCMA đăng trên Telegram rằng chúng tôi phát hiện khoảng 6 mục tiêu của kẻ thù trong không phận Kiev. Đây là những khí cầu di chuyển trên không trung chịu tác động từ sức gió. Mục đích của những khí cầu này có thể là nhằm phát hiện và làm cạn kiệt năng lượng phòng không của Ukraine. Được biết, khí cầu quân sự từng được sử dụng phổ biến trong thời kỳ thế chiến thứ nhất với nhiệm vụ quan sát hoạt động di chuyển của đối phương chỉ thị mục tiêu cho pháo binh và phát hiện sớm các cuộc tập kích của kẻ thù khí tài này cũng được dùng để vận chuyển hàng hóa thư từ và cả con người trên chiến trường sau thế chiến thứ nhất khí cầu quân sự dần biến mất khi máy bay và các công nghệ khác xuất hiện tuy nhiên nó vẫn được sử dụng cho một số mục đích cụ thể như quan sát khí tượng hay huấn luyện phi công trong thời kỳ chiến tranh lạnh Mỹ từng triển khai hàng trăm khí cầu tầm cao tới khu vực Đông Âu để thu thập thông tin tình báo về năng lực hạt nhân của các quốc gia tại đây. Quân đội một số nước ngày nay vẫn tiếp tục sử dụng loại khí tài này. Thiếu tá Dmitro phát ngôn viên Hải quân Ukraine cho biết, lực lượng Hải quân nước này đã phóng tên lửa Neptune nhằm vào tàu đổ bộ Konstantin Olshansky vài ngày sau khi tuyên bố tập kích hai chiến hạm Nga ở Crimea. Đại tá Pletenchuk tuyên bố đòn tập kích đã làm hư hại con tàu và lực lượng Ukraine đang xác định mức độ tổn thất. Ông cho hay chiến hạm này chưa sẵn sàng chiến đấu trước khi vụ tập kích diễn ra. Ông Pletenchuk nói tàu Konstantin Onshanki neo đậu ở vịnh Sevastopol trong suốt 9 năm, chủ yếu để Nga tháo phụ tùng. Nga sau đó nhận ra họ thiếu hụt tàu đổ bộ đề án 77 do đó quyết định khôi phục con tàu. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin mà Hải quân Ukraine đưa ra. Hải quân Ukraine không còn chiến hạm nào và quy mô của quân chủng này bị thu hẹp. Họ nhiều lần tấn công chiến hạm và hạ tầng của hạm đội biển đen của Nga bằng tên lửa diệt hạm, xuồng cảm tử và các nhóm biệt kích. Các đợt tập kích của Ukraine khiến hạm đội biển đen của Nga phải di chuyển một phần khỏi căn cứ ở Sevastopol, bán đảo Crimea. Tuy nhiên, hải quân Nga vẫn tiếp tục cản trở luồng thương mại trên biển của Ukraine và phóng tên lửa tập kích nước này từ biển đen. Vụ tập kích trên diễn ra vài ngày sau khi quân đội Ukraine tuyên bố đánh trúng hai tàu đổ bộ cỡ lớn Azov và Yaman cùng thuộc đề án 775 của Hải quân Nga neo đậu tại Sevastopol. Theo ước tính, tầm bắn hiện tại của tên lửa chống hạm Neptune là khoảng 300 km. Khoảng cách này mang lại cho Ukraine khả năng tấn công mạnh mẽ nhưng không tạo ra những đòn tấn công ở sâu ở những vùng lãnh thổ có thể ảnh hưởng đến hiệu quả chiến đấu của Nga trên tiền tuyến. Theo Eurasian Times Ukraine đang phát triển một phiên bản mới của tên lửa chống hạm Neptune đặt theo tên của thủy thần trong thần thoại La Mã, cho phép loại vũ khí này tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lên tới 400 km, có thể nằm sâu trong lãnh thổ Nga và vượt xa tiền tuyến. Vào tháng 8 năm ngoái, Ukraine đã sử dụng tên lửa Neptune để phá hủy hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga. Điều này đánh dấu việc tên lửa Neptune được sửa đổi cho vai trò tấn công trên bộ, phù hợp với thông lệ chung là tái sử dụng tên lửa chống tàu hoặc tên lửa phòng không để sử dụng tấn công trên đất liền. Ukraine có thể điều chỉnh hệ thống dẫn đường và tìm kiếm mục tiêu của tên lửa Neptune ở phần mũi. Các thiết bị tìm kiếm khác nhau được sử dụng cho các địa hình khác nhau, chẳng hạn như trên bộ, trên không và trên biển. Để phá hủy tàu Moscow vào tháng 4 năm 2022, Ukraine cũng đã bắn hai tên lửa R-360 Neptune từ bờ biển giữa Nikolaev và Odessa. Vào thời điểm đó, Ukraine sử dụng máy bay không người lái TB-2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ để quan sát, đánh lạc hướng và chuyển sự chú ý của tàu Moscow đây là một cuộc tấn công tương đối đơn giản vì tên lửa đang tấn công một mục tiêu xác định và địa hình trên biển. Trong khi đó, việc kết hợp tìm kiếm với định vị vệ tinh giúp tên lửa phân biệt mục tiêu gây cản trở với các mục tiêu tấn công trên mặt đất. Lux, nhà phát triển tên lửa Neptune của Ukraine, đã lắp đặt thiết bị đầu cuối GPS trên tên lửa giúp nó có khả năng tấn công mục tiêu trên mặt đất ngay từ đầu. Cuộc tấn công bằng tên lửa Neptune và hệ thống F-400 của Nga giữa tháng 8 vừa qua có thể được kết luận là được thực hiện sau lần sửa đổi tên lửa này. Việc mở rộng phạm vi tên lửa Neptune thêm hơn 5m có thể liên quan đến việc tăng chiều dài thêm vài mét và có khả năng mang theo nhiều nhiên liệu bên trong hơn. Điều này cho phép tên lửa phóng xa hơn 300km. Vì vậy, với sự cải tiến gồm thiết bị tìm kiếm, khả năng dẫn đường và phạm vi mở rộng mới, tên lửa Neptune có thể tấn công ở khoảng cách từ 300 đến 400km. Khoảng cách này có thể cho phép Ukraine vươn tới bất cứ mục tiêu nào trên bán đảo Crimea, thậm chí tiến sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Các nguồn tin Ukraine cho biết, binh sĩ nước này phát hiện một máy bay không người lái UAV ở khu vực Bắc Mút. Đến ngày 22 tháng 3, trang Top Or của Nga đưa tin, Nga đã công bố thông tin về mẫu UAV có tên Pachenka được quân đội nước này sử dụng trên mặt trận. UAV Pachenka được cho là vừa sử dụng động cơ đốt trong và động cơ điện, đóng vai trò tàu mẹ mang theo máy bay không người lái cỡ nhỏ drone và bộ chuyển tiếp tín hiệu để tăng tầm hoạt động cho drone. Top Or cho biết, một số xe tăng thiết bị giáp và công sự Ukraine có thể đã bị tập kích bằng drone do UAV Pachenka mang theo. Hãng sản xuất trong tương lai có thể sử dụng vật liệu mới và hoàn thiện Pachenka, cả biến thể hoạt động độc lập lẫn loại mang theo drone cỡ nhỏ. UAV mẹ có hệ thống chuyển tiếp tín hiệu là giải pháp tối ưu do chúng có thể bay đến gần vị trí mục tiêu của drone, duy trì kết nối tốt hơn tại các khu vực tác chiến có địa hình phức tạp như đô thị hoặc khu vực không bằng phẳng. Ngoài ra, UAV mẹ có thể cho phép drone tấn công xa hơn vào vị trí của đối phương, cách chiến tuyến vài chục km. Trong cuộc xung đột, cả Nga và Ukraine đều không đạt được ưu thế trên không. Hầu hết các nhà phân tích quân sự cho rằng, Nga với sức mạnh trên không vượt trội sẽ nhanh chóng kiểm soát không phận tranh chấp trong những ngày đầu. Tuy nhiên, điều bất ngờ là phòng không Ukraine được tăng cường bởi các hệ thống phương Tây, sau đó đã đẩy lùi và ngăn cản chiến đấu cơ Nga tiến hành các cuộc tấn công gần biên giới và xuyên biên giới việc không bên nào đã được đột phá trong việc xuyên thủng phòng không đối phương đã buộc họ phải tăng cường sự nhanh nhạy của các lực lượng giã chiến và phụ thuộc nhiều hơn vào các vũ khí tầm xa như pháo, tên lửa và UAV. Những điều kiện trên cũng dẫn đến sự phát triển các công nghệ UAV mới có thể giúp hai bên thay đổi cục diện tác chiến trên không và thậm chí đảo chiều xung đột theo hướng có lợi cho mình. Các UAV nhỏ với số lượng lớn đang cho thấy khả năng thay đổi cuộc chơi bởi chúng quan sát chiến trường tốt hơn và nhắm vào mục tiêu hiệu quả hơn. Ở phía Ukraine đã tận dụng công nghệ thương mại để khiến cho các UAV có chi phí rẻ và sẵn có trên chiến trường một cách nhanh chóng. Các UAV cỡ nhỏ có thể nhanh chóng được tập hợp và điều chỉnh mục đích sử dụng để mang đến hiệu quả cụ thể. Cuộc xung đột ở Ukraine đã cho thấy những lợi thế chiến trường của UAV, một phương tiện ngày càng nhỏ hơn, có tính sát thương cao hơn, dễ vận hành và sẵn có hơn. Chúng đã rút gọn chuỗi tiêu diệt, làm giảm thời gian từ khi mục tiêu bị phát hiện tới khi nó bị phá hủy đồng thời tăng cường khả năng của quân đội trong việc do thám chiến trường. Các máy bay không người lái với khả năng hoạt động kéo dài có thể tiến hành hiệu quả các hoạt động trinh sát trong hàng giờ, đồng thời khiến các UAV tiên tiến hơn thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào sâu trong lãnh thổ của đối phương. Các phương tiện này cũng giúp các binh sĩ giám sát hoạt động của đối phương mà không phải liều mạng hay bỏ vị trí. Các máy bay không người lái rất dễ bị các hệ thống phòng không tấn công. Các UAV lớn là những mục tiêu di chuyển chậm và dễ bị tấn công hơn cả bởi các hệ thống phòng không hoặc hệ thống chống UAV cả Nga và Ukraine đều đã bắn hạ hàng nghìn UAV của nhau bằng vũ khí đánh chặn và pháo. Tuy nhiên, việc Moscow và Kiev sử dụng liên tục các hệ thống này có thể rất tốn kém do đánh chặn một UAV có thể tiêu tốn hàng nghìn, thậm chí hàng triệu đô la Mỹ. Xung đột Nga-Ukraine cho thấy những tiến bộ về công nghệ UAV có thể thay đổi cán cân quyền lực, đặc biệt trên khía cạnh phòng không. Việc mở rộng sản xuất UAV giúp Nga đủ khả năng khắc phục tình trạng thiếu UAV trên tiền tuyến và đảo chiều xung đột theo hướng có lợi cho mình. Tuy nhiên, khả năng của Ukraine về công nghệ UAV thương mại, UAV điều chỉnh chiến thuật dựa trên phản hồi thời gian thực và việc Kiev thay đổi chiến thuật nhằm đánh bại các hệ thống chống UAV cũng cho thấy những ý nghĩa quan trọng trong quá trình chiến đấu của nước này. Hình ảnh đăng tải trên trang Defense Express mới đây cho thấy, các binh sĩ Nga hàn các que thép chia lên trời giống như anten ở mặt trận thiết giáp BMP-1 tạo thành trận địa cọc để đối phó drone cam tử. Đây được coi là một trong những sáng kiến mới nhất của binh sĩ Nga nhằm chống lại chiến thuật sử dụng drone góc nhìn thứ nhất FPV, vốn được coi là khắc tinh của tăng thiết giáp trên chiến trường Ukraina Những que thép được hàn trịa lên trời, săn sát nhau nhiều khả năng nhằm khiến drone FPV quyệt vào và phát nổ sớm hơn dự tính. Đầu đạn trên một số mẫu drone FPV của Ukraina sẽ kích hoạt khi dây kiếp bằng kim loại mỏng ở phía trước va chạm vào chứng ngại vật và bị biến dạng. Về lý thuyết, các que thép này có thể khiến drone phát nổ trước khi va chạm vào mục tiêu. Do đó sẽ giảm mức độ sát thương từ đầu đạn nổ lõm thường gắn trên dòng FPV chống tăng. Tuy nhiên, dường như các sợi dây thép mà binh sĩ Nga hàn trên thiết giáp quá ngắn, drone vẫn có thể phát nổ ở khoảng cách đủ gần để gây thiệt hại nghiêm trọng cho chiếc BMP-1 vốn có lớp giáp mỏng. Hiệu quả thực tế của phương pháp này còn tùy thuộc vào loại đầu đạn mà chiếc drone mang theo. Bên cạnh đó, một số mốc drone FPV hiện nay không sử dụng đầu đạn RPG với ngòi nổ cận đích để tập kích mục tiêu, nên có thể miễn nhiễm với trận địa cọc của lực lượng Nga trong trường hợp drone được trang bị đầu đạn chống bộ binh như mìn định hướng, phương pháp của binh sĩ Nga thậm chí có thể phản tác dụng, do việc nổ ở trên không sẽ giúp các mảnh vỡ từ quả đạn phân tán hiệu quả hơn. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Drone FPV là một trong các khí tài nổi bật nhất hiện nay tại chiến trường Ukraine. Chúng được cả hai bên sử dụng phổ biến nhờ có giá rẻ và dễ sản xuất, đồng thời có thể gây ra sát thương lớn cho bộ binh và cả khí tài hạng nặng như xe tăng, thiết giáp nếu đánh chúng vào các vị trí hiểm yếu trên xe lực lượng Nga và Ukraine đã áp dụng nhiều biện pháp để đối phó với các sát thủ diệt tăng này, như gắn thiết bị gây nhiễu cầm tay lên phương tiện chiến đấu để vô hiệu hóa drone từ xa. Hai bên cũng sử dụng một số biện pháp thô sơ hơn như hàn giáp lồng lên tháp pháo và các vị trí hiểm yếu, hay phủ dơm lên xe để che giấu tín hiệu nhiệt khỏi drone chuyên tập kích ban đêm. Song song với việc tìm cách đối phó drone, Nga và Ukraine cũng đang tăng cường đầu tư vào loại khí tài này để cải thiện về cả chất lượng và số lượng. Ngày 26 tháng 3, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã thông báo hai sắc lệnh. Theo đó, Thư ký Hội đồng An ninh của Ukraine, ông Oleksiy Danilov đã bị cách chức và người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại, ông Oleksandr Litvinenko đã được bổ nhiệm thay thế ông Danilov. Ông Oleks Ivatchenko sẽ làm giám đốc cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine. Hiện chưa rõ lý do dẫn đến quyết định thay đổi nhân sự chủ chốt nêu trên. Ông Danilov đã nắm giữ chức vụ này từ tháng 10 năm 2013, vài tháng sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky nhậm chức. Hội đồng Quốc phòng và An ninh Ukraina có vai trò điều phối về các vấn đề an ninh và quốc phòng dưới sự chỉ đạo trực tiếp của tổng thống. Cơ quan này gồm các lãnh đạo cấp cao trong lĩnh vực chính trị, an ninh và quốc phòng. Trước đó, trong cuộc cải tổ quân đội lớn nhất từ khi xảy ra xung đột giữa Ukraina và Nga, tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã thông báo cách chức tướng Valery Zalutnyi và bổ nhiệm tướng Oleksandr Syrskyi làm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang nước này. Đầu tháng 2 năm nay, ông Zelensky đã lần đầu nói về việc thay thế tổng tư lệnh Zalutnyi theo ông Zelensky, muốn chiến thắng thì mọi người phải cùng một hướng và đều tin chắc vào chiến thắng, không được tuyệt vọng hay bỏ cuộc và những người đó phải có năng lượng tích cực phù hợp. Ông Zelensky cho rằng đó là lý do tại sao ông nói về việc thiết lập lại, việc thay thế và không chỉ về một người nào đó mà còn về đối với cả chỉ đạo của lãnh đạo đất nước. Theo nghị sĩ Alexei Goncharenko, song song với việc sa thải ông Zaludny, Tổng thống Ukraine cũng đã có ý định sa thải tất cả các cấp phó của vị tướng này đồng thời bày tỏ gọi viễn cảnh sa thải tướng Zaluzny là một sự xấu hổ và sai lầm đối với Tổng thống Zelensky. Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết Nga đã đề ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ, nhưng phải là một cuộc thảo luận toàn diện về mọi vấn đề. Ông cho biết quan điểm của Điện Kremlin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét toàn bộ các vấn đề ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Mỹ hơn là từng chủ đề riêng rẽ. Trước đó, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, ông Anatoly Antonov cho biết ông đã nhất trí với các quan chức Mỹ về việc thiết lập các cuộc tiếp xúc về các vấn đề song phương vào tuần tới. Ông khẳng định không thể lấy một số vấn đề ra khỏi bối cảnh chung của quan hệ song phương. Hiện Mỹ cùng các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt nhằm vào các cá nhân và thực thể trong nhiều lĩnh vực của Nga sau khi Moscow tiến hành kế hoạch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Hôm 24 tháng 3, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng cho biết Moscow sẵn sàng đàm phán với phương Tây với điều kiện đàm phán phải trung thực và đảm bảo xem xét đầy đủ các lợi ích chính đáng của Nga. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga không cần phải công bố một đợt huy động khác để bổ sung binh sĩ cho quân đội, ngay cả khi Moscow có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực do Ukraine kiểm soát. Vào đầu tháng 3, Tổng thống Vladimir Putin đề xuất Nga có thể thiết lập vùng đệm tại các khu vực vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine để ngăn chặn Kiev tấn công Moscow bằng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp. Nhà lãnh đạo Nga nói, để bảo vệ người dân của mình khỏi các cuộc tấn công của Ukraine vào một thời điểm nào đó, Nga có thể thiết lập một vùng đệm ở các vùng lãnh thổ hiện do Ukraine kiểm soát. Lực lượng Nga sẽ thiết lập một khu vực an ninh mà đối phương sẽ rất khó vượt qua. Nhấn mạnh rằng Nga sẽ thực hiện điều này khi chúng tôi thấy điều đó là phù hợp. Ngày 26 tháng 3, khi được hỏi liệu Nga có cần huy động thêm lực lượng mới để hoàn thành mục tiêu đó hay không, ông bác bỏ điều này, nói rằng điều này hoàn toàn không cần thiết. Tổng thống Putin ra lệnh huy động một phần gọi 300.000 binh sĩ dự bị vào tháng 9 năm 2022. Ông Sogu giải thích rằng vào thời điểm đó, Nga cần bổ sung binh sĩ để ổn định tình hình, bảo vệ các vùng lãnh thổ mới giành quyền kiểm soát và giữ vững chiến tuyến dài hơn 1.000 km. Kể từ đó, các quan chức Nga đã nhiều lần bác bỏ thông tin về một đợt huy động mới sắp diễn ra. Thay vào đó, Nga đã phát động một chiến dịch tuyển quân quy mô lớn, khuyến khích công dân nhập ngũ với khoảng 490.000 người ký thỏa thuận với quân đội hoặc tham gia các đơn vị tình nguyện chỉ trong năm 2023. Vào cuối năm ngoái, Tổng thống Putin cho biết có khoảng 1.500 người tình nguyện gia nhập quân đội hàng ngày trên khắp đất nước. Ông Sugo cho biết tất cả các kế hoạch tuyển quân cho lực lượng lục quân và hải quân trong năm nay đã được hoàn thành, đồng thời nói thêm rằng quy mô tổng thể của lực lượng vũ trang Nga là 1,15 triệu quân nhân. Quy mô quân đội của Nga sẽ tăng lên 1,5 triệu binh sĩ vào năm 2024, bao gồm tới 745.000 quân hợp đồng. Sau tổn thất lớn trong chiến dịch phản công 2023, Hiện nay Ukraine cũng đang đứng trước khó khăn lớn về tuyển quân cho các trận chiến khốc liệt với Nga sắp tới. Dự luật do chính phủ Ukraine đề xuất nhằm nới rộng đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự đang bị mắc kẹt tại Quốc hội Ukraine sau nhiều tháng tranh luận. Những thay đổi được đưa ra trong dự luật khá rẻ rặt, độ tuổi nhập ngũ sẽ giảm từ 27 xuống 25, binh sĩ được xuất ngũ sau 3 năm phục vụ và những nam giới trốn tránh nghĩa vụ sẽ phải chịu hình phạt. Tuy nhiên, Quốc hội Ukraine trước tâm lý uể oải và mệt mỏi của công chúng sau 3 năm xung đột đang phân vân trước những điều chỉnh nhỏ như vậy. Bên cạnh tình trạng thiếu đạn dược, thiếu binh sĩ được cho là thách thức lớn nhất với Ukraine trong năm nay, khi các chỉ huy quân sự đều nhấn mạnh rằng mục tiêu của họ hiện tại chỉ là giữ vững phòng tuyến và xây dựng lại lực lượng. Theo tình báo quân sự Ukraine, Nga với dân số đông gấp 3 lần đang triển khai hàng nghìn binh sĩ mỗi tuần cho các cuộc tấn công và có thể bổ sung khoảng 30.000 tân binh mỗi tháng. Đại đa số người dân Ukraine ủng hộ chính phủ tiếp tục nỗ lực đối đầu Nga, nhưng theo giới quan sát thất bại trong chiến dịch phản công lớn vào năm ngoái và thương vong của hàng chục nghìn binh sĩ đã làm lung lay niềm tin rằng họ có thể giành lại toàn bộ lãnh thổ Nga đang kiểm soát, đồng thời khiến Kiev cạn kiệt nhân lực. Vừa qua tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Paris, cái gọi là liên minh tên lửa đã được thành lập. Mục đích của hiệp ước là cung cấp một số lượng lớn tên lửa của phương Tây cho Kiev. Tổ chức này bổ sung cho liên minh hàng không đã ra mắt vào tháng 7 năm 2023 trong đó các thành viên đã lên kế hoạch chuyển giao 125 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon, Dassault Mirage 2000 và có thể là Saab JAS 39 Gripen cho không quân Ukraine. Đồng thời, tên lửa hành trình mà máy bay chiến đấu sẽ được trang bị rất đáng được chú ý. Theo các nguồn tin, trong trung hạn, tập thể phương Tây sẽ gửi cho Kiev khoảng 5.000 tên lửa hành trình, bao gồm 2.500 quả bom AGM-158A-B của Mỹ, 800 đạn Storm Shadow của Anh, 600 quả Taurus của Đức, Ngoài ra, họ còn có kế hoạch chuyển giao 80 tên lửa AGM-158A từ Phần Lan tới 100 tên lửa AGM-158AB từ Ba Lan, 600 tên lửa Scalp EG từ Pháp, 40 tên lửa Taurus từ Tây Ban Nha, khoảng 200 tên lửa Storm Shadow từ Ý và lên tới 100 tên lửa Scalp EG từ Hy Lạp. Chính quyền Kiev đã nhận được một số loại tên lửa mà họ yêu cầu. Giới chuyên môn cũng không thể loại trừ việc NATO sửa đổi kế hoạch cung ứng theo hướng tăng cường. Mặc dù vậy, trước đó NATO đã cam kết hỗ trợ Ukraine chống lại Nga và một huyền thoại được báo chí phương Tây và các nhà lãnh đạo NATO nhấn mạnh là thiết bị họ gửi cho Ukraine đang giúp nước này trong nỗ lực chiến đấu. Nhưng theo tờ National Interest của Mỹ, trên thực tế, hầu hết các nền tảng vũ khí được cung cấp cho Ukraine đều thuộc hàng thải loại. Chính phủ Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron là một trong những người ủng hộ lớn nhất việc tiếp tục can dự của NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine. Do đó, Pháp đã cung cấp một số lượng lớn xe bọc thép hạng nhẹ AMC-10RC. Đây là sản phẩm còn sót lại từ đầu những năm 1980. Lần nâng cấp lớn cuối cùng đối với nền tảng này diễn ra vào năm 2000. Quân đội Pháp bắt đầu loại bỏ dần những nền tảng lỗi thời này vào năm 2021, một năm trước khi Nga tấn công Ukraine. Và theo người Ukraine, những hệ thống này không phù hợp để chiến đấu. Một tiêu đề của tạp chí Forbes viết rằng các đơn vị thiết giáp hạng nhẹ đó quá mỏng manh để có thể tấn công trực diện điều mà các báo cáo này không đề cập vào thời điểm đó là loại hình giao tranh xác định phần lớn cuộc xung đột nga ukraine là chiến đấu tĩnh theo kiểu chiến hào nói cách khác ukraine cần vũ khí để vượt qua chiến tuyến của nga nhưng họ lại được cấp những chiếc xe bọc thép hạng nhẹ cũ kỹ của pháp chúng không thể chịu nổi kiểu giao chiến mà kiev đang tiến hành tuy nhiên pháp đã đưa vào ukraine rất nhiều xe tăng cũ nát như vậy một người hoài nghi có thể cho rằng điều này là có mục đích chẳng hạn là một phần trong ý đồ loại bỏ kho vũ khí lỗi thời nhằm buộc các chính phủ phải mua các hệ thống hiện đại đắt tiền hơn từ các nhà thầu quốc phòng phương Tây. Dù thế nào đi chăng nữa, The National Interest cho rằng sự giúp đỡ của Pháp không thực sự hữu ích lắm. Trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin TASS được công bố ngày 27 tháng 3, Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato khẳng định Budapest không có ý định cắt đứt liên lạc cấp cao với Moscow và mọi kênh liên lạc phải được mở. Ông Zyraton nói, rõ ràng là chúng tôi vẫn giữ liên lạc với các nhà lãnh đạo Nga. Bản thân tôi vẫn giữ liên lạc với các đồng nghiệp Nga, ngoại trưởng Sergey Lavrov, phó thủ tướng năng lượng Alexander Novak cũng như phó thủ tướng Denis Manturov. Theo ngoại trưởng Hungary, hai bên nên duy trì các kênh liên lạc mở, vốn sẽ tạo ra cơ hội đạt được hòa bình trong tương lai, vì cuối cùng hai bên sẽ phải nói chuyện với nhau, ngay cả khi hoàn cảnh phức tạp hay thậm chí Nga không đồng ý về mọi thứ. Nhà ngoại giao cũng kêu gọi cải thiện sự hợp tác với Nga trên các lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt, đồng thời khẳng định Hungary hoàn toàn cởi mở trong các liên lạc cấp cao với Moscow bất cứ khi nào cần thiết. Trước đó, Điện Kremlin đã phản ứng với tuyên bố của Thủ tướng Hungary Viktor Orbán về việc không muốn làm láng giềng của Nga. Trong cuộc họp báo sau cuộc gặp ở Praha, Thủ tướng Orbán nói rằng Hungary không muốn có đường biên giới chung với Nga. Theo ông Oban, nước này vẫn còn lưu giữ những ký ức tiêu cực về mối quan hệ láng giềng với Liên Xô. Nhà lãnh đạo Hungary bày tỏ quan điểm rằng lợi ích an ninh quốc gia của nước này sẽ được đảm bảo tốt nhất trong tình huống không có đường biên giới chung với Liên bang Nga. Thời điểm đó, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết những lo ngại của Hungary về khu vực lân cận với Nga là vô căn cứ khi bình luận về nhận xét của Thủ tướng Viktor Orbán rằng không muốn có đường biên giới chung với Nga ngoài ra người phát ngôn của tổng thống nga vladimir putin lưu ý rằng quan điểm của moscow về nhiều mặt không đồng tình với lập trường của thủ tướng hungary ông peskov nói nga không phải là một mối nguy hiểm trái ngược với những gì hiện đang được lặp lại với sự nhất quán ở liên minh châu âu không phải bất kỳ quốc gia nào cũng thù địch với nga hay tìm cách chống nga vì vậy những lo ngại về vấn đề này là vô căn cứ trong khi đó ngày 26 tháng 3 tổng thống cộng hòa séc petr pavel nhấn mạnh về lâu dài, nước này cần có đại diện ở cấp đại sứ tại Nga. Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo cơ quan an ninh thông tin BIS, Tổng thống Pavel nói, tôi từ lâu đã nhận thức được tầm quan trọng của việc có đại diện cấp đại sứ ở Nga. Câu hỏi đặt ra là liệu tình hình có phù hợp vào thời điểm hiện nay hay không? Thừa nhận thủ tục bổ nhiệm đại sứ mới sẽ mất rất nhiều thời gian. Ông nhấn mạnh, khi tình hình phù hợp, cần thực hiện ngay. Trước đó, đại sứ của Cộng hòa Séc tại Nga là ông Viteslav Pivonka, song ông này đã trở về nước hơn một năm qua. Thủ tướng Cộng hòa Séc Petr Fiala và Ngoại trưởng Jan Lipavsky cũng đã nhiều lần lên tiếng ủng hộ việc cử đại sứ mới tới Moscow. Phát biểu trong chuyến thăm tập đoàn quốc phòng Orenco cùng các tham mưu trưởng quân đội, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu đã yêu cầu ngành công nghiệp quốc phòng Pháp sản xuất với cường độ nhanh hơn để đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này và đảm bảo hỗ trợ lâu dài cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp nhấn mạnh đến vai trò quan trọng của pháo binh trong cuộc xung đột tại Ukraine và đặt mục tiêu sẽ sản xuất 100.000 quả đạn pháo 155mm trong năm 2024. Trong đó, 80% số đạn pháo này sẽ được chuyển giao cho Ukraine và phần còn lại sẽ được quân đội Pháp sử dụng. Người đứng đầu quân đội Pháp cho biết tập đoàn Orenco đang mở lại một nhà máy sản xuất thuốc pháo ở thành phố Begrac nằm về phía tây nam nước Pháp để giải quyết nhu cầu thiếu thuốc pháo trên thế giới. Nhà máy này dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2025 và mỗi năm sẽ sản xuất 1.200 tấn thuốc pháo, đủ để chế tạo 500.000 quả đạn pháo, phục vụ nhu cầu cấp bách tại Ukraine và cuộc đua tái vũ trang ở châu Âu. Tập đoàn Orenco hiện đã nhận được số đơn đặt hàng cho đến tận năm 2030. Một ưu tiên khác của Pháp trong thời gian tới là rút ngắn thời gian sản xuất tên lửa tầm xa Aster của tập đoàn Eurosam, một liên danh giữa Pháp và Italia đầu năm 2023, Paris đã đặt hàng 200 tên lửa Aster với tổng giá trị 900 triệu euro và theo lịch trình số hàng này sẽ được giao vào năm 2026. Trước đó, Pháp đã chuyển giao hàng chục tên lửa Aster cho Ukraine để tăng cường hệ thống phòng không. Để cải thiện kho vũ khí và sự trễ hẹn trong giao hàng, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecouyère cho biết không loại trừ khả năng vận dụng điều khoản trừng dụng phục vụ các cuộc xung đột trong luật chương trình quốc phòng mới được Quốc hội Pháp thông qua tháng 7 năm 2023. Điều khoản trưng dụng có thể sẽ được vận dụng để phục vụ nhu cầu của quân đội Pháp hoặc khi một quốc gia đồng minh xảy ra xung đột. Quân đội có thể trưng dụng nhân lực, hàng dự trữ hay cả các phương tiện sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecognu cũng cho biết dù vấn đề trưng dụng chưa chính thức được thảo luận nhưng trong những tuần tới, chính phủ sẽ lên kế hoạch áp đặt hạn mức tối thiểu vũ khí dự trữ trong kho đối với một số tập đoàn quốc phòng, đồng thời yêu cầu đẩy nhanh tốc độ sản xuất và ưu tiên các đơn hàng quân sự trên nhu cầu dân sự. Trước đó, cuối tháng 1 năm 2024, tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu nền sản xuất công nghiệp quốc phòng chuyển sang chế độ thời chiến với năng suất nhanh hơn và lớn hơn để duy trì hỗ trợ Ukraine. Trong một diễn biến liên quan, theo tờ Politico ấn bản châu Âu đưa tin, những người phụ trách chuyên mục Playbook của báo đã trò chuyện với nhiều thành viên thuộc đảng của ông Macron từng giữ bữa tiệc tối hôm 20 tháng 3 ở Điện Elysee. Mặc dù hầu hết các cuộc thảo luận tập trung vào cuộc bầu cử nghị viện châu Âu sắp diễn ra, nhưng xung đột Nga-Ukraine cũng được đề cập đến. Một nguồn tin nhắc lại lời Tổng thống Pháp phát biểu tại sự kiện rằng Ukraine có thể sụp đổ rất nhanh. Đài RT đưa tin những lo ngại về nguy cơ Ukraine thua dường như dựa trên một số đánh giá bị dò dỉ của quân đội Pháp được tờ Marian đăng tải hồi đầu tháng 3. Trong đó, một báo cáo sau chiến dịch phản kích mùa hè của Ukraine kết luận các lực lượng Kiev không thể giành chiến thắng trong xung đột bằng biện pháp quân sự. Một báo khác mô tả trận giao tranh ở thành phố Adipka thuộc vùng Donetsk, miền đông Ukraine như cuộc tháo chạy của quân Kiev, khiến quân đội Pháp vô cùng lo lắng. Ông Macron đã thúc giục phương Tây tăng cường trợ giúp Ukraine sau khi một số công dân Pháp chiến đấu cho Kiev thiệt mạng trong một vụ tấn công bằng tên lửa của Nga. Bộ trưởng quốc phòng Pháp Sebastian Lecornu và người đồng cấp Đức Boris Pistorius mới đây đã công bố những bước đột phá lớn trong hợp tác quốc phòng song phương khi cả hai nước sẽ chính thức bắt đầu phát triển xe tăng mới và sản xuất thiết bị quân sự ở Ukraine. Mục tiêu khám phá khả năng sản xuất xe tăng chung Pháp Đức đầu tiên đã được thống nhất giữa tổng thống Pháp Emmanuel Macron và thủ tướng Đức lúc đó là bà Angela Merkel vào năm 2017. Tuy nhiên trong một thời gian dài, nhiều chuyên gia vẫn còn nghi ngờ liệu việc phát triển xe tăng thế hệ tiếp theo theo kế hoạch được gọi là hệ thống chiến đấu mặt đất chính MGCS có được hiện thực hóa hay không vì nó bị mắc kẹt trong giai đoạn ban đầu do những bất đồng phức tạp giữa nhà sản xuất và chính phủ hai bên. Đến nay, dường như các cuộc đàm phán quan trọng về phân công nhiệm vụ giữa Pháp và Đức đã được giải quyết. Xe tăng này được cho là sẽ thay thế các xe tăng Leopard cũ của Đức và Le Leclerc của Pháp là dự án công nghiệp vũ khí lớn thứ hai giữa hai nước, bên cạnh tham vọng chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo có tên là FCAS. Ông Pistorius nói với các phóng viên ở Berlin cuối tuần qua sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Pháp. "Hôm nay chúng tôi đã đạt được bước đột phá, không quá lời khi mô tả đây là một dự án mang tính lịch sử đối với một dự án như thế này." Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói thêm Chúng tôi đã đồng ý về việc phân công tất cả các nhiệm vụ cho dự án lớn này, nhưng từ chối đi vào chi tiết về việc bên nào sẽ sản xuất những bộ phận cụ thể, điều đã gây tranh cãi ngay từ đầu. Theo ông Pistorius, sự phân công nhiệm vụ chính xác sẽ được công khai như một phần của biên bản ghi nhớ chung, dự kiến sẽ được ký vào ngày 26 tháng 4 tới tại Paris. Ông tiết lộ rằng nó sẽ phản ánh sự phân chia như của chương trình máy bay chiến đấu chung FCAS, nơi Pháp đang dẫn đầu. Mục tiêu của hai bộ trưởng là quân đội Pháp và Đức sẽ đưa ra một tài liệu mang tính khái niệm về các yêu cầu công nghệ kịp thời cho cuộc gặp song phương tiếp theo vào tháng 9 năm nay tại Pháp. Ông Pistorius gọi đó là kết quả của sự hợp tác thường xuyên giữa Paris và Berlin và là vấn đề của ý chí. Về phần mình, Bộ trưởng Lecointe ghi nhận mối quan hệ tuyệt vời giữa hai bên liên quan đến thỏa thuận trên. Ngoài xe tăng chiến đấu thế tiếp theo, MGCS sẽ bao gồm các yếu tố như hệ thống phòng thủ chống lại máy bay không người lái và vũ khí dẫn đường dựa trên các thỏa thuận không chính thức giữa Tổng thống Macron và Thủ tướng Olaf từ cuộc họp tam giác Weimar ở Ba Lan gần đây. Hai bộ trưởng quốc phòng của Pháp và Đức cũng trình bày một kế hoạch cụ thể để bắt đầu sản xuất thiết bị quân sự ở Ukraine. Theo ông Le Cognu, KNDS, tập đoàn quốc phòng Pháp, Đức sẽ mở một công ty con ở Ukraine. Nhà máy mới sẽ tập trung vào việc nâng cao trình độ chuyên môn của Ukraine và sản xuất các bộ phận thay thế cho thiết bị và đạn dược cho lực lượng trên bộ của Pháp và Đức. Hiện Ukraine đang phải vật lộn với việc bổ sung nguồn cung cấp đạn dược. Điều đó đã hạn chế nghiêm trọng khả năng phòng thủ của nước này trước các cuộc tấn công từ Nga. Ông Le Cognu nhấn mạnh sự hiện diện của KNDS, công ty cũng sản xuất đạn dược, sẽ cải thiện hậu cần và độ tin cậy trong việc bổ sung nguồn cung trong dài hạn. Nhà sản xuất quốc phòng Đức Rheinmetall trước đó đã công bố thành lập liên doanh đầu tiên ở Ukraine để sản xuất đạn dược vào đầu năm nay. Tờ báo Pháp Le Figaro mới đây đã xem xét 5 kịch bản có thể xảy ra đối với sự tham gia trực tiếp của Paris vào cuộc xung đột Ukraine. Hai kịch bản đầu tiên không liên quan đến cuộc đụng độ trực tiếp giữa quân đội Pháp và Nga. Những kịch bản này bao gồm việc Pháp có thể xây dựng các nhà máy quân sự trên lãnh thổ Ukraine và hỗ trợ Kiev giả phá bom mìn và huấn luyện binh lính. Tuy nhiên, các tác giả của ấn phẩm nghi ngờ rằng sự hỗ trợ như vậy sẽ giúp Ukraine nhanh chóng đánh bại đối phương. Các chuyên gia quân sự nhấn mạnh rằng Điều đáng lưu ý là nhìn chung khó có thể tưởng tượng việc cử lực lượng NATO đến các công trình xây dựng ở Ukraine. Trong ba phương án còn lại là để ngỏ sự gia tăng căng thẳng với sự tham gia của quân đội nước này trong cuộc xung đột khốc liệt ở Ukraine, với một kịch bản có 100% khả năng là binh sĩ Pháp sẽ đụng độ trực tiếp với lực lượng Nga. Kịch bản khó xảy ra nhất chính là xảy ra một cuộc đối đầu trong chiến hào giữa binh sĩ quân đội Pháp và lực lượng vũ trang Nga. Điều này sẽ gây ra tổn thất to lớn về chính trị và quân sự đối với đất nước này. Theo giới phân tích, nếu kịch bản cực đoan nhất xảy ra, không chỉ lực lượng vũ trang Pháp bị thiệt hại nặng nề, mà ngay cả nước Pháp cũng lâm vào tình trạng nguy cấp, bởi Nga không chỉ là nước có quân đội hùng mạnh, mà còn là một cường quốc hạt nhân số một thế giới. Một khi cảm thấy đang ở trong tình trạng nguy cấp, thì Moscow hoàn toàn có thể sử dụng đến kho vũ khí hủy diệt của mình, và khi đó sẽ chẳng có ai giành được chiến thắng mà tất cả đều thua. Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho rằng Nga sẽ hưởng lợi nếu Pháp quyết định triển khai binh sĩ đến Ukraine để hỗ trợ Kiev, bởi thực tế rất khó để che giấu số lượng lớn binh sĩ như vậy. Tuy nhiên, ông Medvedev không nêu cụ thể những lợi ích đối với Nga là gì. Theo ông, binh sĩ Pháp ở Ukraine sẽ trở thành lực lượng can thiệp, nên loại bỏ họ là ưu tiên và vấn đề danh dự đối với lực lượng vũ trang Nga. Sergei Nariskin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, SVR đã cho rằng Pháp đã chuẩn bị đưa quân tới Ukraine, ban đầu gồm khoảng 2.000 binh sĩ. Ông cũng lưu ý binh sĩ pháp đã hiện diện không chính thức ở ukraine từ lâu một số người trong số họ đã thiệt mạng hoặc bị thương bộ quốc phòng pháp bác bỏ thông tin này gọi đây là ví dụ khác về tuyên truyền thông tin sai lệch có hệ thống của nga căng thẳng nga pháp gần đây gia tăng sau khi tổng thống emmanuel macron cuối tháng trước tuyên bố phương tây không loại trừ khả năng đưa quân tới ukraine điều được cho là cấm kỵ và có thể khiến nato bị cuốn vào cuộc xung đột quy mô lớn với nga quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Josep Borrell cho biết, Liên minh châu Âu EU đã chuyển 500.000 quả đạn pháo cho Ukraine và sẽ cung cấp 1 triệu quả vào cuối năm nay. Theo báo West Observer, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Josep Borrell viết trên blog rằng EU sẽ huấn luyện cho 60.000 binh sĩ Ukraine vào mùa hè này. Hồi tháng 3 năm 2023, EU thông báo sẽ cung cấp cho Ukraine 1 triệu quả đạn pháo trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, tới tháng 10 cùng năm, có vẻ như khối này khó có thể đạt được mục tiêu đề ra do không thể đẩy mạnh sản xuất. Nhà lãnh đạo EU này cho biết thêm, ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu cũng đang cung cấp cho Ukraine 500.000 quả đạn pháo thông qua các hợp đồng thương mại. Ở một diễn biến khác, trong một bài phỏng vấn, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, bất kỳ hội nghị thượng đỉnh hòa bình nào với Ukraine mà vắng mặt Nga đều sẽ thất bại. Nói với hãng tin Argumenti Fakti, ông Peskov tuyên bố, Nga đang theo đuổi kế hoạch quân sự đã kéo dài 2 năm tại Ukraine để bảo vệ nước này khỏi phương Tây. Ông Peskov nói Liệu vấn đề Ukraine có thể giải quyết được không nếu thiếu sự tham gia của Nga? Câu trả lời rất rõ ràng, không thể. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình quốc tế và đầu năm nay, Thụy Sĩ cho biết, nước này sẽ chủ trì cuộc họp, nhưng ngày tháng cũng như các chi tiết đang được thảo luận. Tuy nhiên, bất chấp những khác biệt trong quan điểm về các cuộc hòa đàm Nga-Ukraine, đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy cho biết, các bên vẫn tin rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình phát biểu tại cuộc họp báo sau chuyến thăm các nước nga ukraine đức pháp và ba lan mới đây ông lý huy cho biết phía nga hoan nghênh những nỗ lực của trung quốc trong hoạt động ngoại giao con thoi mới nhất đến châu âu trong khi ukraine xem chuyến thăm trên có ý nghĩa quan trọng bất chấp những khác biệt trong quan điểm về các cuộc hòa đàm ông lý huy cho biết các bên vẫn tin rằng cuộc xung đột cuối cùng sẽ được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trung quốc mong đợi một hội nghị hòa bình quốc tế được cả nga và ukraine công nhận và tham gia một cách bình đẳng cũng tại buổi họp báo Ông Lý Huy nêu rõ, Trung Quốc đã đưa ra các đề xuất nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho lệnh ngừng bắn, với mục đích duy nhất là đảm bảo hội nghị hòa bình tại Thụy Sĩ trong năm nay có thể diễn ra thành công. Ông khẳng định, Trung Quốc hoan nghênh mọi giải pháp giúp giảm gia tăng căng thẳng. Tháng trước, Thụy Sĩ công bố kế hoạch tổ chức một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào mùa hè tới, mặc dù chưa ấn định ngày cụ thể cũng như danh sách những bên tham gia. Ukraine cho biết Nga chỉ có thể được mời nếu Moscow đồng ý trước với một loạt điều kiện tiên quyết Kiev đặt ra. Tuy nhiên, Nga tuyên bố không có ý định tham gia, ngay cả khi được mời chính thức. Các cuộc đàm phán hòa bình trước đây giữa Moscow và Kiev được tổ chức tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào mùa xuân năm 2022, nhưng đã đổ vỡ. Các bên đều cáo buộc bên kia đưa ra những yêu cầu không thực tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, phái đoàn Ukraine ban đầu đã đồng ý với một số điều khoản của Moscow, nhưng sau đó đột ngột từ bỏ thỏa thuận. Kiev Independent đưa tin, trong một cuộc họp báo mới đây, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh khẳng định Mỹ sẵn sàng thực hiện các cam kết của NATO và bảo vệ các đồng minh của mình trong trường hợp bị tấn công. Bình luận của bà Singh được đưa ra sau khi tên lửa Nga được cho là đã xâm nhập không phận Ba Lan trong cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Trước đó, Ba Lan thông báo đã điều máy bay chiến đấu xuất kích đánh chặn một vật thể không xác định từ phía Ukraine xâm phạm không phận nước này. Toàn bộ quân đội Ba Lan đã được đặt trong tình trạng báo động. Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Ba Lan, Gueslo Kukula, khi đó nói rõ ràng đây là một tên lửa, đồng thời cáo buộc đó là tên lửa của nga. Bà sinh nói thêm rằng nếu một đồng minh nato bị tấn công, chúng tôi chắc chắn không muốn thấy điều đó, nhưng chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc đất của nato. ưu tiên của chúng tôi lúc này là đảm bảo rằng ukraine có những gì họ cần trên chiến trường. Cùng đề cập tới vấn đề về tên lửa nga, khi phát biểu trên hãng truyền thông ba lan rmf24, thứ trưởng ngoại giao ba lan andrzej zyngier cho biết khối 32 quốc gia NATO được cho là đang cân nhắc bắn hạ các tên lửa Nga nếu chúng bay quá gần tới biên giới các nước thành viên NATO. Bên cạnh đó, Bà Lan đã phải điều động chiến đấu cơ để bảo vệ không phận nước này khi Nga phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Vassava cho biết tên lửa Nga đã bay vào không phận Ba Lan và lưu lại đây trong 39 giây. Ngay sau đó, đại sứ Nga tại Ba Lan, Sergei Andreyev đã được Bộ Ngoại giao Nga triệu tập để phản hồi về vụ việc, nhưng ông từ chối yêu cầu. Ông Ezena nói, Nga thừa hiểu rằng nếu tên lửa di chuyển xa hơn vào không phận Ba Lan, nó sẽ bị bắn hạ, sẽ có một cuộc phản công. Cộng theo Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan, hiện các tình huống và viễn cảnh khác nhau đang được NATO phân tích, bao gồm cả việc bắn hạ các tên lửa tương tự khi chúng ở rất gần biên giới các nước thành viên NATO. Trong cuộc phỏng vấn với cơ quan báo chí Ba Lan, PAP, tướng Stanislaw Kozier, cựu giám đốc Cục An ninh Quốc gia Ba Lan nhận định, việc tên lửa Nga xâm phạm không phận Ba Lan có thể là một hành động có chủ đích nhằm khiêu khích thử nghiệm hệ thống phòng không Ba Lan. Về phần mình, chính phủ Nga vẫn chưa có phản hồi chính thức trước các cáo buộc từ Ba Lan. Trong các cuộc tấn công Ukraine trước đây, tên lửa Nga từng bay vào không phận Ba Lan. Vào ngày 29 tháng 12 năm 2023, một tên lửa Nga đã bay vào không phận Ba Lan, khiến hệ thống phòng thủ của Ba Lan đặt trong tình trạng báo động cao. Trong một sự cố khác vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, một tên lửa đã bay vào lãnh thổ Ba Lan và khiến hai dân thường thiệt mạng. Sau đó, các nhà điều tra Ba Lan kết luận đây là tên lửa của Ukraine được phóng để đánh chặn cuộc tấn công của Nga nhưng nó đã bay lạc sang Ba Lan. Trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có hồi kết, NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng. Các nước trong liên minh quân sự này đang tăng cường đầu tư vào quốc phòng với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã bày tỏ quan điểm không mấy thiện cảm với NATO, cho rằng một số thành viên của khối không đóng góp công bằng và đang lợi dụng Mỹ. Khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bước sang năm thứ ba, và NATO đã có thể cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp ngày càng gia tăng. Các thành viên trong liên minh, đặc biệt là các nước Baltic đang đẩy mạnh đầu tư vào quốc phòng của mình với thái độ nghiêm túc và gấp rút hơn bao giờ hết. Tại một sự kiện của Viện Hudson ở Washington DC, Mỹ hôm 25 tháng 3, vài ngày trước lễ kỷ niệm 20 năm gia nhập NATO, các ngoại trưởng của Litva, Latvia và Estonia đã giải thích mức độ nghiêm trọng của cuộc xung đột hiện tại ở Ukraine và nguy cơ Nga có thể làm điều tương tự với các thành viên NATO trong tương lai. Ngoại trưởng Estonia, Magus Tesana cho biết, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc hỗ trợ Ukraine và đảm bảo nước này giành chiến thắng, đồng thời nhấn mạnh rằng NATO và phương Tây sẽ phải trả giá đắt nếu để Nga thắng ở Ukraine và mở rộng tham vọng chinh phục các nước láng giềng khác. Các chuyên gia và quan chức phương Tây từ lâu đã cho rằng, nếu Nga thành công trong việc đánh bại Ukraine, tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cảm thấy được khuyến khích tiếp tục tham vọng của mình và mục tiêu tiếp theo có thể là các nước thành viên NATO gây ra cuộc xung đột toàn diện giữa các đối thủ có sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong cuộc thảo luận hôm 25 tháng 3, ba bộ trưởng cũng đề cập đến sự tham gia lòng lẻo của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraina khi gói viện trợ mới nhất đang bị mắc kẹt trong tình trạng lấp lừng ở Quốc hội. Nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, đang theo dõi điều gì sẽ xảy ra khi xung đột kết thúc. Ngoại trưởng Tetsana lưu ý, vì vậy, tôi nghĩ rằng Mỹ cũng phải thức tình, thể hiện khả năng lãnh đạo rõ nét hơn vì châu Âu hiện đang làm nhiều hơn. Cuộc thảo luận của Ngoại trưởng các nước Baltic diễn ra sau những chỉ trích mới nhất của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào các thành viên NATO mà ông cho là đã không trả phần công bằng của họ. Tuần trước, cựu Tổng thống nói rằng nếu trở lại cầm quyền, ông sẽ giữ Mỹ ở lại NATO với điều kiện các nước châu Âu trả tiền và chơi công bằng. Theo ông Trump, Mỹ đã trả 90% chi phí của NATO, và nếu không có Mỹ, NATO thậm chí không tồn tại theo đúng nghĩa đen. NATO được hưởng lợi từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Mỹ và khoảng 100.000 binh sĩ Mỹ ở châu Âu. Liên minh đã đặt ra hướng dẫn cho mỗi đồng minh chỉ ít nhất 2% GDP cho quân đội của mình. 18 trong số 32 quốc gia thành viên dự kiến sẽ đạt được mục tiêu này trong năm nay. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump phản nàn về sự tham gia của Mỹ vào NATO hoặc đưa ra những tuyên bố chỉ trích liên minh này. Tháng trước, ông Trump thậm chí còn phát ngôn gây sốc rằng Nga có thể làm bất cứ điều gì họ muốn đối với nước nào không trả đúng hạn các khoản đóng góp tài chính và quân sự của NATO. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, ông Trump thường chỉ trích NATO làm dấy lên lo ngại rằng Mỹ sẽ rút khỏi liên minh hoặc không phản ứng trước tình huống của điều năm. Khi một đồng minh bị tấn công, thì phần còn lại của liên minh sẽ cùng đứng ra bảo vệ. Nhưng hiện tại, nếu ông Trump đắc cử trong năm nay, ông sẽ gặp khó khăn hơn nhiều vì Quốc hội đã thông qua dự luật vào tháng 12 năm 2023 nhằm ngăn cản một tổng thống rút khỏi NATO mà không có sự chấp thuận của Quốc hội. Theo Fox, sau vụ một máy bay không người lái UAV của Nga phát hiện mục tiêu để một tên lửa Nga nhanh chóng tấn công hai bệ phóng tên lửa đất đối không Patriot của Ukraine, Nga tiếp tục tìm thấy và bắn trúng một khẩu đội tên lửa phòng không Nasam-S của Ukraine. Một đoạn video do lực lượng Nga đăng trên mạng xã hội mô tả dường như là một cuộc tấn công bằng tên lửa chính xác vào bệ phóng Nasam-S cách tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhia, thuộc miền nam Ukraine khoảng 48 km. Đây có thể là lần thứ hai Ukraine mất bệ phóng Nasam-S trước khi các nghị sĩ thuộc Đảng Cộng Hòa tại Quốc hội Mỹ cắt viện trợ vào tháng 10 năm 2023. Washington đã cung cấp cho Ukraine 12 khẩu đội NASAM-S, với mỗi khẩu đội có vài radar, ít nhất một trạm điều khiển và từ 9 đến 12 bệ phóng. Ukraine chuẩn bị nhận thêm 15 đến 18 bệ phóng NASAM-S từ Canada, Na Uy và Litva. NASAM-S là tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung, được sản xuất bởi tập đoàn Raytheon Technology của Mỹ và tập đoàn Kongsberg của Na Uy. Hệ thống được triển khai để đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Hệ thống phòng không NASAMS gồm ba bộ phận radar AN/MPQ-64 Sentinel, tên lửa đất đối không tầm trung tiên tiến Amraam và trung tâm phân phối hỏa lực FDC. Mỗi bệ phóng di động của NASAMS có 6 thùng chứa tên lửa phòng không. Phạm vi bắn hạ của hệ thống phòng không trong cấu hình NASAMS2 lên tới 25 km ở độ cao 15 km. Phiên bản mới nhất của tổ hợp NASAMS3 có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km. Trong hơn 2 năm cuộc xung đột Nga-Ukraine diễn ra, lực lượng Nga đã gặp khó khăn để tấn công các mục tiêu di động cách chiến tuyến vài km. Tuy nhiên, tình trạng đó đã thay đổi trong thời gian gần đây. Trong một tháng giao tranh chống lại lực lượng phòng không, pháo binh và phi công Ukraine, lực lượng Nga đã tìm thấy và phá hủy hệ thống phòng không Patriot, hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS đầu tiên của Ukraine và hai trực thăng tấn công Mi-17. Trong mỗi trường hợp, các hệ thống của Ukraine đều ở phía sau chiến tuyến hàng chục km và đang hoặc sắp di chuyển. Trước tình hình đó, Ukraine đã thông báo với các đồng minh phương Tây rằng đạn dược trong một số hệ thống phòng không của nước này có thể sẽ gần cạn kiệt vào cuối tháng 3. Thông tin này do tờ Washington Post tường thuật dẫn lời các quan chức Mỹ. Các nguồn tin này cho biết đại diện của Kiev đưa ra cảnh báo trong một hội nghị an ninh vào tháng trước. Một quan chức cho biết Ukraine từng có tỷ lệ bắn hạ thành công tên lửa Nga lên đến 4 phần 5 nhưng sẽ sớm đối mặt nguy cơ chỉ chặn được 1 phần 5 số tên lửa Nga. Nguồn tin cho biết, việc thiếu tên lửa phòng không sẽ ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống ở các trung tâm đô thị Ukraine. Nga đã thực hiện một chiến dịch tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu quân sự, tổ hợp công nghiệp quốc phòng và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine kể từ mùa thu năm 2022. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cho biết, mục đích của các cuộc tấn công là nhằm đè bẹp tiềm lực quân sự của Ukraine sau khi hạm đội Biển Đen hứng chịu tổn thất nhất định trước các đòn tấn công của Ukraine, Hải quân Nga đang gia tăng nỗ lực bảo vệ các tàu còn lại của mình, bao gồm việc gắn lồng bảo vệ lên nóc tàu ngầm và áp dụng chiêu nghi binh đánh lửa UAV đối phương. Cụ thể, tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân lớp Delta 4 của Nga, Tula, có dấu hiệu được gắn thêm một lớp giáp bảo vệ, còn gọi là lồng chống đỡ, ở trên đỉnh tháp chỉ huy. Nhiều nguồn tin đồn đoán rằng động thái này có thể là nhằm bảo vệ tàu trước một đòn tấn công tiềm tàng từ máy bay không người lái UAV người ta lần đầu tiên thấy giải pháp được cho là để chống UAV nói trên trong một chương trình phát trên kênh truyền hình nhà nước Russia 24, tức Nga 24. Đóng quân tại cảng ở Gazievo, thuộc tỉnh Murmansk của nước Nga, tàu tu la này thuộc hạm đội phương Bắc của Hải quân Nga. Lồng bảo vệ còn được gọi bằng những cái tên như giáp thanh, giáp lồng, giáp chống đỡ là một biện pháp phòng thủ được áp dụng cho các xe quân sự hạng nặng nhằm giảm tác động từ vũ khí chống tăng nổ mạnh, hit Loại lồng này lần đầu tiên được thấy trên nóc các xe tăng T-80 của Nga vào cuối năm 2021. Nga đã mở rộng việc sử dụng cách này để bảo vệ xe tăng, trọng pháo và xe quân sự trước các UAV tấn công. Thứ vũ khí được Ukraine sử dụng với tần suất cao chưa từng có tiền lệ trong năm 2023 vừa qua. Ukraine cũng dùng cách thức đó để bảo vệ các vũ khí khí tài của chính mình trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Tuy nhiên, dường như đây là lần đầu tiên thiết bị bảo vệ như vậy được đặt lên một tàu hải quân Điều này minh chứng các mối đe dọa ngày càng tăng của UAV nói riêng và thiết bị không người lái nói chung đối với hải quân Nga, tương tự như với lục quân Nga. Phó đô đốc đã nghỉ hưu của hải quân Ấn Độ, Shekha Sinha, nhận thức rõ về điều này khi ông nói rằng, đó là cơ chế bảo vệ để ngăn ngừa bom do UAV thả xuống hải cảng. Mặc dù Nga chưa chính thức thừa nhận bước phát triển mới này, các cựu binh và chuyên gia quân sự kỳ cựu đã nhất trí rằng cấu trúc phụ này được gắn bên trên tàu ngầm để bảo vệ tàu trước các vật liệu nổ được thả từ UAV. Phó Đề đốc Ấn Độ Jai Singh, một thủy thủ tông ngầm kỳ cựu của Hải quân Ấn Độ, nhận định với tờ Eurasian Times, rõ ràng những thứ này là để bảo vệ những người ở trong buồng lái trước các đòn tấn công bằng UAV. Chúng vốn áp dụng cho xe tăng, nhưng đây là lần đầu tiên người ta thấy chúng trên tàu ngầm. Dù sao tàu ngầm cũng không trồi quá nhiều trên mặt nước trừ phi ở trong cảng. Một số nhà quan sát quân sự thì nhận xét rằng kết cấu trên có thể được gắn lên tàu ngầm để che nắng hoặc thực hiện một số chức năng khác. Nhất là khi tàu ngầm không nằm trong hạm đội biển đen ở Crimea nơi thường xuyên bị Ukraine tấn công từ xa trong thời gian qua. Thị trấn Gazievo cách tiền tuyến Nga Ukraine khoảng 1.600 km và dường như nằm ngoài tầm với của UAV cảm tử tầm xa của Ukraine. Hơn nữa, không có chỉ dấu nào cho thấy tàu ngầm được gắn giáp bảo vệ như vậy sẽ được chuyển giao cho hạm đội biển đen và đưa ra mặt trận chống Ukraine. Dù thế nào, tấm màn sắt trên tàu ngầm Nga vẫn giống với giải pháp lồng sắt gắn trên xe tăng Nga giai đoạn hiện nay. Kiểu dáng các lồng sắt như vậy trên xe quân sự Nga là khá đa dạng, nếu UAV Ukraine đánh trúng được tàu ngầm Nga, hậu quả có thể rất tai hại cho nước này. Dù sử dụng thuốc nổ ở mức vừa phải, nếu đánh trúng mục tiêu, UAV Ukraine có thể gây ra những đám cháy lớn trên tàu ngầm. Nga có thể đã rất cảnh giác sau khi Ukraine tuyên bố rằng họ đã dùng tên lửa tấn công, khiến tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga bị hư hỏng đến mức không thể sửa chữa được nữa. Lớp giáp nói trên vẫn chưa phải là hoàn hảo trong bảo vệ tàu ngầm trước những đòn đánh kiểu đột nóc. Thực tế, có những xe tăng Nga gắn giáp lồng trên nóc vẫn bị UAV đối phương đánh trúng và phá hủy. Các điều chỉnh mới này của Nga xuất hiện vào thời điểm Ukraine gia tăng triển khai một thứ vũ khí khá lợi hại trên biển, xuồng không người lái, USV. Các xuồng này thực hiện các đòn đánh uy lực vào các tàu lớn và hiện đại của Nga. Drone biển đã trở thành một vũ khí chủ chốt của quân đội Ukraine trong bối cảnh hải quân Ukraine quá nhỏ bé và cơ bản đã bị Nga vô hiệu hóa từ trước đó. Tháng 9 năm 2023, truyền thông nhà nước Nga đưa tin nhà máy sản xuất xe tăng Omsk sẽ khởi động lại việc sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-80. Các báo cáo chỉ ra khả năng chiến đấu của loại xe tăng này gây ấn tượng mạnh mẽ đối với cả những binh sĩ vận hành trên chiến trường và dưới lãnh đạo của bộ quốc phòng Nga. T-80 cho đến nay vẫn là loại xe tăng đắt tiền nhất và có khả năng hoạt động tốt nhất trong quân đội Liên Xô. Mặc dù đắt gấp 3 lần T-72 nhưng T-80 vẫn được mua với số lượng rất lớn để tạo thành xương sống cho lực lượng tăng thiết giáp Liên Xô trong những năm 1980. Tuy nhiên, kể từ sau khi Liên Xô tan rã, do chi phí sản xuất và vận hành cao, Bộ Quốc phòng Nga đã phải thay thế T-80 bằng T-72 vì T-72 được coi là tiết kiệm chi phí hơn và có triển vọng trong xuất khẩu. Quy định đó được đưa ra vào thời điểm khủng hoảng kinh tế những năm 1990 và cũng vấp phải sự phản đối từ phần lớn lãnh đạo quân đội do khả năng chiến đấu của T-80 vẫn được đánh giá là rất cao. Tuy nhiên, kết quả là T-80 đã phải dừng sản xuất vào năm 1996 trong khi phiên bản mới nhất của T-72, T-72BU được cải tiến nhiều và được đổi tên thành T-90. Vào những năm 1980, Armstrong Smart là một trong ba cơ sở sản xuất xe tăng lớn nhất của quân đội Liên Xô. Hai nhà máy còn lại là Uran và Gonzavod, nằm ở dãy núi Uran và nhà máy Malisev ở Ukraine ngày nay. Nhà máy Armstrong Smart sản xuất xe tăng T-54-55 trong hầu hết thời kỳ chiến tranh lạnh cho đến cuối những năm 1970 sau đó nhà máy sản xuất T54, 55 dành riêng cho mục đích xuất khẩu, trước khi chuyển sang sản xuất T80. Từ cuối những năm 1980, nhà máy Armstrong Smash đã có một chương trình đầy tham vọng nhằm phát triển T80 thành xe tăng thế hệ tiếp theo. Về mặt thiết kế, ý tưởng của Armstrong Smash có nét tương đồng với mẫu xe tăng T14 hiện đang được sản xuất tại nhà máy Uran Vagonjavot, với tổ lái được thiết kế trong một khoang bọc thép và sử dụng tháp pháo không người lái. Do nền kinh tế Nga thời hậu Soviet rơi vào tình trạng suy thoái, chiếc xe tăng của Omstansmas đã được bán cho các khách hàng nước ngoài để lấy vốn với tên gọi là Black Eagle. Tuy nhiên, dưới áp lực từ Mỹ và phương Tây, Nga đã không thể bán T-80 cho các khách hàng của mình, bao gồm Iraq, Iran, Libya và Triều Tiên. Vì vậy, ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực. Nhiều chuyên gia suy đoán biến thể T-80 mới sẽ được đặt tên là T-100, những chiếc T90 được cải tiến từ T72 nên có nhiều điểm tương đồng và thậm chí chúng còn có thời gian được sản xuất cùng nhau. Tuy nhiên phiên bản T80 mới được cho là sẽ khác hoàn toàn so với nguyên mẫu do thời gian phát triển cách nhau tương đối xa. Tuy nhiên vẫn chưa rõ thiết kế của T80 sẽ được hiện đại hóa ở mức độ nào. Sự xuất hiện của một chương trình xe tăng mới sẽ làm tăng tính cạnh tranh và gây sức ép lên chương trình T14. Tuy nhiên, nhà máy Uran và Gonjavod hiện đang sở hữu Onstrasmas. Do đó, Họ hoàn toàn độc quyền về sản xuất xe tăng cho quân đội Nga, rất có khả năng T-80 mới sẽ là một chương trình hoàn toàn khác và không có ảnh hưởng đến quá trình phát triển T-14 Armata. Phong trào hồi giáo Hezbollah ở Liban cho biết đã phóng hàng chục quả tên lửa vào Kiryas Mona, một thị trấn của Israel gần biên giới với Liban, vào sáng sớm 27 tháng 3 để đáp trả các cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Hebron ở miền nam Liban trước đó, theo các nguồn tin an ninh của Liban. Ít nhất 7 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel vào ngôi làng Heppariyeh. Các cuộc tấn công của Israel dường như nhắm mục tiêu vào trung tâm cứu trợ và khẩn cấp của Hezbollah trong làng. Hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại do vụ phóng tên lửa của Hezbollah gây ra. Trước đó, các cuộc không kích của Israel gần hai thị trấn ở đông bắc Liban ngày 26 tháng 3 đã khiến 3 tay súng Hezbollah thiệt mạng. Israel đã xác nhận những cuộc tấn công này. Ngoài ra, theo hãng Reuters, hai nguồn tin an ninh tại Liban cho biết Israel trước đó đã tiến hành một cuộc không kích vào thành phố Baanbek, một cứ điểm của Hezbollah tại miền đông Liban. Về phần mình, Hezbollah nhấn mạnh rằng nhằm đáp lại vụ oanh kích vào một cứ điểm tại thành phố Baanbek, lực lượng này đã tấn công một căn cứ pháo binh và tên lửa của Israel tại các doanh trại Joab và Kaila bằng hơn 60 quả rocket Katyusha. Lực lượng phòng vệ Israel IDF gần đây mở chiến dịch tấn công ngày càng sâu vào lãnh thổ Liban nhằm vào vị trí của Hezbollah, làm tăng nguy cơ chiến sự trong khu vực mở rộng trang Liban News cho biết, xung đột giữa Israel và phong trào Hezbollah ở khu vực biên giới phía nam Liban đã gây thiệt hại gián tiếp 350 triệu đô la Mỹ. Theo Liban News, thiệt hại trên là do nhà cửa, cơ sở hạ tầng bị phá hủy một phần hoặc toàn bộ. Bên cạnh đó, khoảng 10 triệu mét vuông đất nông nghiệp và rừng đã bị thiêu dụi. Quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã giao tranh qua biên giới kể từ khi cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas nổ ra ở giải Gaza. Lực lượng Hezbollah tuyên bố chỉ dừng các cuộc tấn công vào Israel khi có một lệnh ngừng bắn tại giải Gaza. Dù vậy gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan cho biết kể cả khi có lệnh ngừng bắn tại Gaza, nước này vẫn không từ bỏ mục tiêu đẩy lùi Hezbollah ra khỏi miền Nam Liban, dù bằng con đường vũ lực hay ngoại giao. Bên cạnh đó, tại mặt trận Gaza, quân đội Israel gần đây đã mở hàng chục cuộc không kích kết hợp tấn công bộ binh vào hàng loạt mục tiêu, trong đó có thành phố Gaza ở phía Bắc, thị trấn Khan Yunis ở phía Nam và thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập. Theo nguồn tin Y tế Palestine, các cuộc tấn công của quân đội Israel vào Gaza khiến nhiều người thương vong, hầu hết là dân thường. Hãng tin Reuters ngày 27 tháng 3 dẫn lời chuẩn đô đốc Daniel Hagari, phát ngôn viên lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cho biết, phó chỉ huy quân sự của Hamas, Magwan Isa, đã thiệt mạng trong một cuộc tập kích của Israel trong tháng này. Ông Hagari nói rằng, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ thông tin tình báo phó chỉ huy quân sự của Hamas, Magwan Isa, đã bị trừ khử trong cuộc tập kích mà chúng tôi đã tiến hành cách đây khoảng 2 tuần. Trong danh sách truy nã gắt gao nhất của Israel, cái tên Isa đứng đầu cùng với chỉ huy quân sự của Hamas, Mohammed Deif và lãnh đạo lực lượng này tại Gaza, Yahya Sinwa. Phản ứng về thông tin trên, sĩ quan cấp cao Hamas, Osama Hamdan, nói với đài Al Jazeera rằng bộ phận chính trị của Hamas chưa nhận được bằng chứng về cái chết của ông Isa. Ông Hamdan đưa ra phát biểu từ Beirut, Liban rằng Mọi người đều biết rằng kể từ ngày đầu tiên, người Israel đã nói rằng họ muốn nhắm mục tiêu vào lữ đoàn Kasam và các chỉ huy khác. Tuy nhiên, do không có tuyên bố chính thức xác nhận việc hy sinh nên không thể xác nhận thông tin đó. Trong một diễn biến khác, trinh sát cơ Oron, mẫu máy bay giá 1 tỷ đô la Mỹ đã được một số đơn vị quân đội Israel triển khai trên thực địa. Tờ Inet của Israel dẫn nguồn tin riêng cho biết, máy bay do thám mới nhất của không quân Israel Oron đã đi vào hoạt động một cách đầy đủ. Giới chức Bộ Quốc phòng đã tận dụng tình hình cấp bách từ cuộc chiến ở giải Gaza để rút ngắn quy trình phê duyệt xuống còn vài ngày thay vì vài tháng. Phi cơ Oron đã tiến hành hơn 100 vụ xâm nhập và tích lũy được hàng trăm giờ bay kể từ khi đi vào hoạt động. Mỗi chuyến bay kéo dài 5 đến 10 giờ và có thể di chuyển tới hàng nghìn km. Tình báo quân đội, hải quân và không quân Israel là các lực lượng đang sử dụng mẫu trình sát cơ này. Tờ báo không tiết lộ chiếc máy bay đã được triển khai để thực hiện các nhiệm vụ nào và ở đâu. Tuy nhiên, Inet viết rằng nó có khả năng cung cấp hỗ trợ theo thời gian thực từ trên cao cho các chiến dịch truy quét lực lượng chống đối ở bờ Tây, thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở thành phố Rafa tại giải Gaza để hạ các tay súng Hamas, tra trộn vào dân thường, phát hiện các đoàn xe chở vũ khí từ Iran tới Iraq, xác định các nhân sự chủ chốt trong chương trình hạt nhân của Iran và nhắm mục tiêu vào phương tiện chở các tay súng ngay giữa thủ đô Beirut của Liban. Tờ này viết, tất cả đều có thể thực hiện ở độ cao trên 12.000 mét. Thông tin phi cơ Oron đi vào hoạt động được tiết lộ sau khi không quân Israel mang mẫu máy bay, bay này tới trưng bày ở triển lãm hàng không Paris tại Pháp hồi tháng 6 năm 2023. Cuối tháng 8 cùng năm, Tổng cục Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng của Bộ Quốc phòng Israel cho biết hệ thống tình báo của phi cơ Oron đã sẵn sàng hoạt động và nó đang tiến hành các chuyến bay thử nghiệm. Trên thực địa, quân đội Israel liên tiếp mở thêm nhiều cuộc tấn công kết hợp cả bộ binh và không quân vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp giải Gaza, trong đó có thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập. Thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong những giờ qua, quân đội Israel tiến hành tổng cộng 60 cuộc không kích vào các mục tiêu ở Gaza. Phần lớn các cuộc không kích này nhằm yểm trợ lực lượng bộ binh tiến đánh các cứ điểm của Hamas, bao gồm các hầm ngầm và tòa nhà. Trong khi đó, đáng chú ý nhất là tại mặt trận phía Bắc Israel, khi quân đội nước này không kích vào mục tiêu của lực lượng Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban, cách biên giới Israel hơn 110 km. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, địa điểm bị tấn công gần thị trấn Zbou, phía đông bắc Liban, là mục tiêu nằm sâu nhất trong lãnh thổ Liban bị oanh tạc kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Cuộc không kích nhằm đáp trả vụ tập kích tên lửa quy mô lớn của Hezbollah sang phía bắc Israel, trong đó có một đài kiểm soát không lưu của IDF ở khu vực đỉnh Meron, các nguồn tin an ninh Israel cho biết không quân nước này đã tấn công mục tiêu của vệ binh cách mạng hồi giáo Iran (IRGC) tại tỉnh Deir Ezzor, miền đông Syria. Cuộc không kích được tiến hành hồi sáng sớm cùng ngày, loại khỏi vòng chiến đấu ít nhất 13 thành viên IRGC, trong đó có một chỉ huy cấp cao. Tuy nhiên, cả Syria và Iran chưa xác nhận thông tin này. Các động thái mới của Israel khiến dư luận lo ngại quân đội nước này có thể đẩy mạnh tấn công trong những ngày tới, trong đó không loại trừ khả năng Israel mở cuộc tấn công bộ binh quy mô lớn vào Rafah như đã nhiều lần tuyên bố. Một số nguồn tin nhận định, tần suất các cuộc tấn công vào khu vực xung quanh thành phố Rafah có chiều hướng tăng lên. Theo một số chuyên gia, với việc đẩy mạnh hoạt động tại Gaza, đồng thời đơn phương rút khỏi tiến trình đàm phán Doha do Mỹ, Ai Cập và Qatar bảo trợ, Israel đang tiếp tục phớt lờ và thách thức các nỗ lực của cộng đồng quốc tế về sớm chấm dứt xung đột tại Gaza mới nhất là nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết sẽ không cử phái đoàn như dự kiến đến Washington sau khi Mỹ cùng ngày bỏ phiếu trắng một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về lệnh ngừng bắn ở Gaza. Văn phòng ông Netanyahu tuyên bố sau cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an rằng quyết định của Washington khi không phủ quyết nghị quyết này là một sự rút lui rõ ràng khỏi quan điểm nhất quán của Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cũng gọi việc hủy chuyến thăm của phái đoàn Israel là đáng thất vọng và nói rằng Washington bối rối về điều này, nhất là khi việc bỏ phiếu trắng không thể hiện sự thay đổi trong chính sách của chúng tôi. Thủ lĩnh chính trị của Hamas, Ismail Haniyeh, vừa qua đã tới Tehran để gặp gỡ các quan chức Iran. Tờ Times of Israel đưa tin đây là chuyến thăm Iran thứ hai của ông Haniyeh kể từ khi xung đột Israel-Hamas bùng phát. Chuyến thăm trước đó diễn ra vào tháng 11 năm 2023. Chuyến thăm Iran của thủ lĩnh Hamas diễn ra đúng một ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức tại Gaza. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Nasser Kanaani, đánh giá nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 25 tháng 3 là bước đi tích cực. Hamas cũng đánh giá cao diễn biến này nhưng nhấn mạnh cần có lệnh ngừng bắn lâu dài. Hãng tin Mer, Iran đưa tin ông Hanie dự kiến tham gia cuộc họp với ngoại trưởng nước chủ nhà Hossein Amir Abdullahian. Bên cạnh đó, thủ lĩnh của lực lượng Hamas cũng có lịch trình tổ chức họp báo sau chuyến thăm. Vừa qua, cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA cho biết, giá lương thực thực phẩm ở giải Gaza đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đang đẩy người dân ở giải đất ven biển địa trung hải này bên bờ vực nạn đói. Trong một thông báo, cơ quan trên ghi nhận giá cả các mặt hàng thiết yếu ở phía bắc Gaza đã tăng gấp 25 lần so với mức trước khi xảy ra cuộc xung đột. Hôm 24 tháng 3, người đứng đầu UNWA, ông Philippe Lazzarini cho biết Israel đã thông báo với Liên Hợp Quốc về việc nước này sẽ không còn chấp thuận các đoàn xe chở lương thực của UNWA tới phía bắc Gaza. Ông Lazzarini cho rằng hành động này cản trở công tác cứu trợ nhân đạo đến người dân ở Gaza, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết dỡ bỏ những hạn chế như vậy. Ngay sau đó, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã phản đối việc ngăn các dịch vụ quan trọng của UNWA dành cho người tị nạn Palestine trên toàn khu vực. Ông Guterres nhấn mạnh Việc chặn các đoàn xe của UNWA là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Kêu gọi Israel dỡ bỏ mọi rào cản ngăn hàng viện trợ vào Gaza và cho phép các đoàn xe của UNWA vào phía bắc Gaza. Ông nhấn mạnh, điều quan trọng hiện nay là phải đảm bảo cung cấp lượng lớn hàng cứu trợ nhân đạo. Điều này đồng nghĩa rằng phải mở thêm cửa khẩu, huy động nỗ lực của tất cả các bên mà không có sự cản trở hay hạn chế nào từ phía Israel. Theo ông, UNWA đang là niềm hy vọng duy nhất cho hàng triệu người trong khu vực. Do đó, cần phải cố gắng duy trì các dịch vụ của UNWA để nuôi dưỡng niềm hy vọng này trong một động thái hỗ trợ người dân tại giải Gaza hôm 24 tháng 3, tổ chức trang lưỡi liềm đỏ Algeria đã bắt đầu chuyển 150 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới giải Gaza, khu vực đang phải đối mặt với nạn đói nghiêm trọng. Trong tuyên bố, tổ chức trên cho biết hàng viện trợ được chuyên chở bằng 8 máy bay quân sự sẽ khởi hành từ sân bay quân sự Bofarit, cách thủ đô Algeria khoảng 30 km về phía tây nam. Dự kiến chuyến bay chở hàng viện trợ sẽ đáp tại sân bay Al-Aris ở Ai Cập trước khi được vận chuyển đến thành phố Rafah ở phía nam Gaza. Cùng ngày, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, cũng đã phối hợp với Ai Cập tăng cường nỗ lực cung cấp hàng viện trợ nhân đạo cho giải Gaza. Trong bối cảnh đang diễn ra tháng lễ Ramadan thiêng liêng của người Hồi giáo, hãng không tấn WAM của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đưa tin quân đội nước này đã thực hiện đợt thả viện trợ thứ 13, mang theo 24 tấn thực phẩm và hàng cứu trợ xuống các khu vực khó tiếp cận ở phía bắc giải Gaza. Ngoài ra, tàu viện trợ thứ 3 của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã khởi hành đến thành phố Anaris, mang theo 4.630 tấn hàng viện trợ nhân đạo. Còn hãng thông tấn Petra của Jordani cho biết, không quân hoàng gia nước này đã tiến hành 6 đợt thả viện trợ nhân đạo xuống miền Bắc giải Gaza. Quân đội và tổ chức từ thiện HCM Jordani cũng đã gửi 25 xe viện trợ tới khu vực. Quân đội Jordani cũng liên tục nhắc lại cam kết duy trì các nỗ lực viện trợ từ sân bay Maka ở thủ đô Amman đến sân bay quốc tế En Aris ở Bắc Sinai của Ai Cập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thả viện trợ xuống Gaza và tổ chức các đoàn xe cứu trợ bằng đường bộ. Theo báo cáo do cơ quan phân loại tình trạng an ninh lương thực tích hợp, IPC công bố, nạn đói xảy ra ở phía bắc giải Gaza khiến toàn bộ người dân tại khu vực đang phải đối mặt với mức độ khủng hoảng tồi tệ về an ninh lương thực. Tờ Wall Street Journal đưa tin mẫu máy bay không người lái UAV thế hệ mới đã được Iran trưng bày tại triển lãm vũ khí quốc tế vừa diễn ra ở Doha, Qatar. UAV này được đặt tên là Gaza, thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine ở giải đất cùng tên nơi chìm trong giao tranh nhiều năm qua, đặc biệt là sau khi Israel mở hoạt động tấn công vào đây hồi cuối tháng 10 năm 2023 nhằm xóa sổ nhóm vũ trang Hamas. Theo thông tin từ phía nhà sản xuất UAV Gaza, còn gọi là Sahed 149, có sải cánh hơn 20 mét, được trang bị động cơ tuốc bin cánh quạt cùng hệ thống dẫn đường bằng định vị vệ tinh. Đây là lần đầu tiên Iran trưng bày UAV Gaza ở nước ngoài. Máy bay này có thể đạt độ cao hơn 10.000 mét, tầm hoạt động hơn 2.000 km, đủ sức bay từ Iran tới Israel, quốc gia đối địch với Tehran ở khu vực. Điểm nổi bật của thiết bị này là khả năng mang theo tới 13 quả bom dẫn đường chính xác cao, nhiều gấp 3 lần so với mẫu tiền nhiệm là Sahed 129. UAV Gaza có kích thước và hình dáng chức năng tương tự dòng MQ9 Reaper của Mỹ và được cho là phiên bản sao chép bằng kỹ thuật đảo ngược của dòng UAV này. Các lực lượng ủy nhiệm trong trục kháng chiến chống Israel và phương Tây do Iran thành lập đã nhiều lần bắn hạ MQ-9 Reaper và khả năng cao đã chuyển xác chiếc UAV cho Tehran để nghiên cứu. Mark Blinley, phát ngôn viên tập đoàn vũ khí General Atomic, cho biết dòng Gaza của Iran chỉ có tải trọng vũ khí bằng 1 phần 3 sản phẩm của họ. Có rất nhiều phiên bản bắt trước, nhưng không sản phẩm nào có thể sao chép giống hoàn toàn cả, ông cho biết. Tehran, nhà cung cấp vũ khí lớn trên thế giới và đã chuyển giao nhiều khí tài cho các đồng minh và lực lượng ủy nhiệm nhiều năm qua. Sau mới chỉ được phép bán đồ vũ trang và tên lửa đạn đạo trên thị trường quốc tế từ tháng 10 năm 2023. Thời điểm các lệnh cấm kéo dài 13 năm của Liên Hợp Quốc đối với hoạt động xuất nhập khẩu các sản phẩm này của Iran hết hạn. Truyền thông Iran cuối năm ngoái công bố UAV Sahed 238, phiên bản nâng cấp sâu của dòng Sahed 136, mẫu UAV cảm tử đang được Nga sử dụng phổ biến tại chiến trường Ukraine. Tuy nhiên, Tehran chưa công bố đặc tính kỹ thuật chi tiết của Sahet 238. Song giới phân tích nhận định, UAV này sẽ có tốc độ và trần bay lớn hơn so với phiên bản Sahet 136, nhờ được trang bị động cơ phản lực tối tân và mạnh mẽ hơn. Vũ khí của Iran cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu gián tiếp giữa Iran và Mỹ. Trong đó có cuộc tấn công bằng UAV hồi tháng 1 ở Jordan do lực lượng dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn tiến hành. Trước đây một tuần sau khi lực lượng Houthi được cho là cam kết không nhắm mục tiêu vào các tàu Trung Quốc và Nga, nhóm này đã tấn công trúng tàu chở dầu MV Pu của Trung Quốc bằng tên lửa đạn đạo chống hạm, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ Sencom cho biết. Theo Sencom, lực lượng Houthi đã cố tình bắn 4 tên lửa đạn đạo chống hạm đến gần tàu MV Huangpu 12 tiếng sau, tên lửa đạn đạo thứ 5 đã được bắn về phía con tàu. Các nhà phân tích nói với Breaking Defense rằng cuộc tấn công có thể là một sai lầm nhưng là bằng chứng cho thấy những sai sót nghiêm trọng trong các cuộc tấn công của Houthi ở Biển Đỏ là có thể xảy ra. Thành viên cấp cao tại Tổ chức Tư vấn CSIS của Mỹ Daniel Byman cho biết có thể Houthi đã cố tình tấn công tàu Trung Quốc, nhưng vụ việc nhiều khả năng là do lỗi tình báo từ phía Houthi đã xác định sai quyền sở hữu tàu Hoang Pu. Trước đây lực lượng này cũng đã mắc các sai lầm về nhận dạng. Trước đó, theo các nguồn thạo tin, trong cuộc đối thoại giữa các nhà ngoại giao ba bên tại Oman Tại đó, đại diện phía Houthi là ông Mohammed Abden Salam, một trong những nhân vật chính trị hàng đầu của lực lượng tại Yemen, cho biết Nga và Trung Quốc được cho là đã đạt thỏa thuận với lực lượng Houthi cho phép tàu thuyền của họ di chuyển qua biển đỏ và vịnh Aden mà không bị tấn công. Theo thỏa thuận, Nga và Trung Quốc có thể trao sự ủng hộ chính trị cho Houthi tại các tổ chức như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ví dụ như ngăn cản các nghị quyết chống lại lực lượng này. Cùng với đó, hồi tháng 1, ông Mohammed al bukhaiti một quan chức cấp cao của Houthi, cũng khẳng định vùng biển xung quanh Yemen vẫn an toàn đối với những tàu không có mối liên hệ với một số quốc gia, trong đó có Israel. Ông này nhấn mạnh, đối với những quốc gia khác, bao gồm Nga và Trung Quốc, hoạt động vận chuyển trong khu vực không bị đe dọa. Chúng tôi sẵn sàng bảo đảm an toàn cho tàu của họ vì tự do hàng hải đóng vai trò quan trọng đối với chúng tôi. Thỏa thuận trên được công bố trong bối cảnh tình hình bất ổn gia tăng trên biển đỏ khi lực lượng Houthi liên tục tấn công các tàu thương mại quốc tế ở khu vực này kể từ giữa tháng 11 năm ngoái, đồng thời tuyên bố rằng các vụ tấn công này nhằm phản đối hoạt động quân sự của Israel ở Gaza. Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển toàn cầu, buộc các công ty phải thực hiện những chuyến đi dài hơn và tốn kém hơn quanh miền Nam Châu Phi. Mỹ và Anh đã tấn công đáp trả nhằm vào các mục tiêu của Houthi. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của báo điện tử VTC.